chương một màu đen đĩa quay đáng chết từ tiểu thụ lại một lần nữa mở mắt thời điểm hết thảy cũng thay đổi đập vào mắt đi tới là mạng nhện treo chết trần nhà là nhiễm bụi bặm bàn gỗ nhỏ là thiêu đốt hầu như không còn ngọn nến đầu là linh tính 10 phần màu đen kiếm khí đây hết thảy hết thảy đều cùng phòng bệnh bày biện hoàn toàn khác biệt từ tiểu thụ ngẹo đầu nhớ lại một cái nhớ mang máng mình lạc quan cùng bệnh ma chinh chiến 3 năm về sau rốt cục thẳng tắp ngã xuống đau khổ kết thúc hắn vẫy tay từ biệt chân trời đám mây trong lòng lại đầy cảm giác khó chịu. Vì sao a à, cuộc sống người khác nhiều màu nhiều sắc, cuộc đời mình ngoại trừ 9 năm giáo dục bắt buộc, liền là trường cư phòng bệnh. Trường học cùng bệnh viện, hai cái này để cho người ta thống khổ danh từ, vậy mà chiếm cứ mình cả đời. Mà giờ khắc này, hắn nhìn xem chung quanh lại lẫm bên trong lại có chút quen thuộc tràn cảnh, đem mình từ đầu đến chân bóp cái lượt, vậy không có phát hiện có cái gì thống khổ. Ông trời mở mắt, không đau nhức xuyên qua. Từ tiểu thụ đem mặt xích lại gần trên bàn gương đồng, đập vào mi mắt là một trương rực rỡ hẳn lên lại vẫn như cũ xuất khí khuôn mặt. 18 tuổi thiếu niên bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, giống như hồi lâu chưa từng tắm rửa dưới ánh mặt trời, cái mũi rất cao, vừa lúc đem hai bên trên gương mặt mấy điểm tàn nhang tách ra, bờ môi khô nứt, tích thủy chưa thấm. Không tệ a, à, lại rám đen điểm, ăn béo điểm thì càng có hương vị, nhất là cái này mấy điểm tàn nhang. Từ tiểu thụ bẹp lấy miệng, vuốt ve trên môi da chết, đọc đến lấy trong đầu ký ức, suy đoán ra mình vì sao làm như vậy gầy. Gia hỏa này, trước kia là thiên tang linh cung ngoại viện đệ tử đáng tiếc tư chất bình thường nhập linh cung ba năm mười cảnh luyện linh mới tu luyện đến ba cảnh vì ứng phó phong vân tranh bá bế tử quan một tháng quyết ý đột phá không thành công tiện thành nhân sau đó xả thân từ tiểu thụ lắc đầu tiếc hận gia hỏa này kỳ thật biết mình không đột phá nổi tứ cảnh ba năm qua nhận hết châm chọc khiêu khích sớm đã manh động tự chí lúc này bất quá là mượn bế tử quan cớ thuận nước đẩy thuyền cho mình một cái lý do lo gút thôi khác biệt thế giới Khắc thống khổ, từ tiểu thụ thụ là trên thân thể tra tấn, gia hỏa này thì là trên tinh thần tàn phá. Đều là đồng dạng khổ cực nhân sinh a. À. Bất quá, đã cho ta lần này cơ hội, ta nhưng không đến mức cái này mấy lời đồn đại nhảm nhí này đánh bại. Từ tiểu thụ ám đạo, hắn tiếp tục đọc đến lấy mảnh vỡ ký ức, tiếp lấy sắc mặt tối sầm. Nguyên lai, cái này phong vân tranh bá tương đương với cuối kỳ khảo hạch, gia hỏa này đã hạn chót 2 năm, nếu là lại thua một năm, liền có thể thu thập che phủ lăng ra thiên tang linh cung. Khó trách hội bế tử quan. Xem ra cũng là bị bất đắc dĩ a. À. Từ tiểu thủ nhất đầu, làm sao một tới liền cho mình lớn như vậy một cái áp lực, cuối kỳ khảo hạch. Vẫn là vị trí cuối đào thải chế. Làm một cái người tới, hắn sợ sẽ nhất là khảo thí những thứ này, nhất là tại mình cứng mềm thực lực tất cả đều không đạt tiêu chuẩn tình huống dưới. Đáng sợ nhất là, nơi này còn không có hắc khoa kỹ, không cách nào gian lận. Hắn tại nội tâm suy nghĩ miên man, ký ức không sai biệt lắm đã đọc đến hoàn tất, nương theo linh hồn chấn động, hắn tự hồ hoàn toàn dung nhập cổ thân thể này một giây sau, trong đầu xuất hiện một cái màu đen đĩa quay. Từ tiểu thụ. Cho nên hắc khoa kỹ tới. Hắn gấp hướng não hải tìm kiếm, tự cân nhắc tỉ mỉ lên cái này màu đen đĩa quay đến. Màu đen đĩa quay thập phần đơn sơ, giống như là loại kia hàng vỉa hè hàng, xem xét cũng không phải là cực kỳ trân quý bộ dáng, từ tiểu thụ nghiêm trọng hoài nghi cái này đen khoa kỹ có phải hay không tại qua loa cho xong. Đĩa quay dưới đáy là hai cái phân khu, một cái màu vàng, một cái màu đỏ. Thú vị là, màu vàng khu vực chiếm gần như 90% mà màu đỏ khu vực thì chỉ có chỉ là một góc. Cái này cũng quá không công bằng đi. Từ tiểu thụ yên lặng đậu đen rau muốn lấy, dựa theo dĩ vãn lý luận đến xem, bị nghiền ép màu đỏ khu vực, thường thường mới là đồ tốt. Nhưng mà, màu vàng trên khu vực viết chủ động hệ thống, màu đỏ trên khu vực viết bị động hệ thống. Chủ động cùng bị động. Từ tiểu thụ sắc mặt cổ quái lên, như lấy trò chơi luận, kỹ năng chủ động tự nhiên là so kỹ năng bị động tốt, dù sao chỉ dựa vào kỹ năng bị động, làm sao có thể đủ đánh giết địch nhân sợ là liền giả quái đều đánh bất tử chẳng lẽ lại cái này màu đen đĩa quay nhìn ta đời trước sống đến đáng thương đem chủ động hệ thống khu vực làm lớn ra lấy đó ban thưởng từ tiểu thụ hưng phấn lên hẳn là bộ dạng này không có chạy lương tâm đĩa quay a à, không thấy nhiều hắn hào hứng hừng hực mong muốn tìm kiếm phải chăng có cùng loại bắt đầu cái nút đồ vật nhưng mà không thu hoạch được gì trong đầu ngoại trừ cái này có chút đơn sơ đĩa quay không có vật khác chẳng lẽ lại hay là lấy tay thao tác Hắn nhìn xem cái này keo kiệt vô cùng màu đen đĩa quay, rất sợ mình một cái liền đem nó làm hỏng, nhưng tựa hồ không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng sức mạnh. Từ tiểu thụ nhìn phía đĩa quay bên trên kim đồng hồ, nó dài mà mảnh, một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Hắn thử dưới, dùng ý niệm nhẹ nhàng kích thích kim đồng hồ, đĩa quay nhoáng một cái, tựa hồ có động xu thế. Sau đó liền không có. Không có. Xu thế vẹn vẹn cũng chỉ là xu thế, kim đồng hồ cuối cùng vẫn là không nhúc nhích từ tiểu thụ cảm thấy chế tác cái này để quay người vậy quá không cần tâm. Nhìn đơn sơ coi như xong, ngươi liền dầu bôi trơn đều không thêm, làm sao vận hành. Hắn ý niệm có chút dùng sức, kim đồng hồ tự hồ tại nghiêng về, nhưng cảm giác vẫn là thập phần tối nghĩa, không đủ. Từ tiểu thụ lại thêm sức lực, cái này tinh tế thon dài kim đồng hồ nghiêng đến càng thêm lợi hại, hắn ám đạo không tốt, mong muốn rút lui lực, kết quả cái này kim đồng hồ không chịu nổi gánh nặng két một tiếng gãy mất. Gãy mất. Gãy mất. Từ tiểu thụ mặt đều đen, mẹ nó cái này đĩa quay nguyên lai like không phải nhìn đơn sơ là thật đơn sơ a à. kim đồng hồ nguyên bản liền chỉ hướng màu vàng khu vực biên giới như thế vừa đứt lập tức ngã xuống biên giới bên ngoài màu đỏ khu vực màu đỏ bị động hệ thống từ tiểu thủ sắc mặt từ đen biến tím không mang theo đồ người khác như vậy a à. cái này ai làm đĩa quay thất đức đồ chơi hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến nên không biết cái này đĩa quay cũng không phải là kích thích kim đồng hồ mà là muốn chuyển sàn xe ngô không thể nào từ tiểu thụ một trận mặt hồng, thăm dò tính địa gãy dưới sàn xe, quả nhiên, nó rất là thuận hoặc lột cục lột cục chuyển lên, không có chút nào thiếu dầu bôi trơn dấu hiệu. Cái này, từ tiểu thụ hai mắt vô thần, thân thể một cái lão đảo, trực tiếp té ngã ở giường. Một giây sau, hắn đằng một cái đứng dậy, liên tục không ngừng mong muốn dùng ý niệm nhặt lên gãy mất kim đồng hồ, thừa dịp tối sát đĩa quay còn không có phản ứng kịp, đem phóng tới màu vàng khu vực đi. Chưa từng nghĩ, ý nghĩ này vừa xuất hiện, màu đen để quay tựa hồ vậy từ hắn tao thao tác bên trong lấy lại tinh thần chuẩn xác biến mất không thấy gì nữa một hàng chữ viết xuất hiện bị động hệ thống khởi động đang lao từ tiểu thủ khóc không ra nước mắt mà giờ khắc này cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên tiếp nhận thực tế văn tự biến mất xuất hiện một cái cỡ nhỏ màu đỏ giao diện từ tiểu thủ giấu trong lòng một chút hy vọng nhìn tới bên trong chỉ có một cái bản khối trên đó có một hàng chữ lớn cơ sở bị động kỹ bản khối bên trong là quen thuộc keo kiệt cùng quen thuộc đơn sơ. Phương pháp hô hấp, hậu thiên LV. 1. Từ tiểu thụ trong nháy mắt ngã xuống giường giường, lúc đầu đã đầy đủ sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên hồng nhuận phân phớt lên, đây là khí huyết nghịch tuôn, tức hỗn hển, khí phẫn điền ưng. Ít 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 phương pháp hô hấp, cái này còn cần ngươi dạy ta. Một đứa bé đều hội hô hấp có được hay không? Từ tiểu thụ vốn đang đối bị động hệ thống ôm lấy như vậy từng tia từng tia mong đợi, mong đợi nó có thể tới cái thần đảo ngược, thanh mình cấp trấn trụ. Giờ phút này hoàn toàn tuyệt vọng, đây là thật bị động a, à, còn hô hấp. Ít 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 hô hấp. Hắn bị tức đến không khỏi nhiều toa mấy hơi thở, lại là bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể linh khí bạo động. Chuyện gì xảy ra? Từ tiểu thụ kinh hải, trước mắt hắn là luyện linh ba cảnh tu vi, không đến đột phá thời khắc cũng sẽ không có lớn như thế linh khí bạo động, chẳng lẽ lại muốn đột phá? Hắn liền vội khoanh chân làm tốt, vừa muốn có hành động, chỉ gặp linh khí như kén, bao khỏa toàn thân, một cổ huyền diệu từ khí hải tuôn ra thăng, phản phất cá về biến cả, tham phá trói buộc vô hình ba động trong không khí hiện ra gợn sóng ngay tiếp theo trên mặt bàn bụi đất đều bị quét sạch sành xanh đột đột phá từ tiểu thụ một mặt mộng bức tên kia bế tử quan một tháng đều không thể tham phá bình cảnh mình bởi vì tức hỗn hển nhiều hô hút vài hơi đã đột phá không đúng hô hấp từ tiểu thụ ánh mắt sáng lên phương pháp hô hấp đừng nói là cái này phương pháp hô hấp tương đương với một môn công pháp mình mỗi một lần hô hấp đều là đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng nhặt được bảo từ tiểu thủ vốn cho là mình tiện tay lấy được cái rác rưởi hệ thống không nghĩ tới cái này mới là ngư nhất phê hắn cẩn thận giải đọc lấy bị động hai chữ có chút hiểu được bị động hô hấp bị động tu luyện hắn thể ngộ từ bản thân hô hấp đến quả nhiên phát hiện theo mình mỗi một lần hấp khí đều sẽ có một chút thiên địa linh khí bị đặt vào trong khí hải không nhiều nhưng là đủ mình lúc trước vốn là đã đến bình cảnh cái kia nhiều hô hút mấy cái linh khí liền thành phá đập chi nhỏ nước chảy thành sông. Từ Tiểu Thụ nội tâm lửa nóng, quả nhiên, tinh phẩm thường thường liền tồn tại bị nghiền ép cái kia một phiến khu vực bên trong. Cái này nếu là cho mình một bộ chủ động tu luyện thần công, mình còn muốn có tu luyện quá trình này. Mà cái này phương pháp hô hấp, thậm chí liền tu luyện quá trình này đều tóm tắt, ý vị này cái gì? Từ Tiểu Thụ vung tay áo bào, lay động trên trán tóc dài, một mặt tinh thần phấn chấn. Ta, Từ Tiểu Thụ, đứng đấy bất động, liền có thể vô địch. Đáng tiếc nha, không ai có thể thưởng thức mình giờ phút này phong thái, từ tiểu thụ âm thầm tiếc hận. Hắn lần nữa nhìn về phía cái kia màu đỏ giao diện, nội tâm đã là không giống nhau dạng cảm thụ. Phương pháp hô hấp, hậu thiên LV. 1. Ánh mắt tung bay hướng về sau suýt, từ tiểu thụ vô ý thức lầm bầm bắt đầu, hậu thiên. LV. 1. Đây cũng là có thể thăng cấp ý tứ, như vậy, dùng cái gì đến thăng cấp đâu. Hắn rất nhanh chú ý tới giao diện phía dưới, có một hàng chữ nhỏ, trước đó quá kích động hoàn toàn không để ý đến. Bị động giá trị, không. Từ tiểu thụ vuốt càm, bị động giá trị. Đây cũng là thăng cấp kỹ năng đồ vật đi, chỉ bất quá, muốn làm sao thu hoạch được. Ngày mùa hè ban đêm, luôn luôn nương theo có ve kêu cùng mũi âm thanh, từ tiểu thụ cái này trầm tư một chút, gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Hắn bỗng nhiên cảm giác được cánh tay một ngứa, vô ý thức đánh ra, lại khoát tay, quả nhiên nơi lòng bàn tay vết máu loang lỗ. Đáng chết con mũi. Từ tiểu thụ cảm thấy gian phòng này cần đại thanh tẩy, dù sau một tháng chưa từng quét dọn. Một giây sau, hắn bỗng nhiên sửng sốt, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười chi sắc. Chỉ gặp trong đầu màu đỏ giao diện phía dưới xuất hiện một cái tin tức cục. Nhận công kích, bị động giá trị một. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 2, nhặt xác người. Cỏ cây lưu lộ, khói xanh che sáng sớm. Mặt trời mọc phương đông thời điểm, thiên tăng linh cung luyện linh sư sớm đã thức tỉnh, tại các nơi địa phương nôn nạp linh khí hoặc là rừng cây, hoặc là đình nghỉ mát, hoặc là người khác nhà tiểu viện. Đầu cành sàn sạc, linh chim khách a a, tỉnh mịch mà mỹ hảo. Một đầu thông u khúc kính phía trên, lại là có hai cái lén lén lúc lúc bóng dáng sờ đi qua, một đạo cao lớn, một đạo thấp bé. Cao lớn bóng dáng là một cái nam tử khôi ngô, tay trói bao cát, lúc này chính hóc lưng lại như mèo nhìn chung quanh, một mặt có tật giật mình. Một bên là cái chỉ tới cổ của hắn chỗ thấp hơn thanh niên, eo khác trường kiếm, thần sắc có hưng phấn. Lưu sư huynh, nhặt sắc loại chuyện tốt này làm sao đến phiên trên đầu chúng ta cái này bình thường không đều là ngoại viện trưởng lão xử lý a à? thấp hơn thanh niên chu tá nói tự nhiên là vận hành mà đến không phải ngươi cho rằng lần này cơ hội có thế không công rơi trên đầu ngươi nam tử khôi ngô lưu chấn ngắm nhìn bốn phía phát hiện cũng không có người để ý hai người bọn họ lập tức thở dài một hơi nghe nói văn lão đại thế nhưng là đưa không ít linh tinh dạng này a à? chu tá đôi mắt nhỏ nhíu lại xoa xoa tay thấp vọng vậy chúng ta đây là đi thu ai thi a à? từ tiểu thụ. Lưu Chấn vừa đi vừa nói, nghe nói hắn vì lần này phong vân tranh bá, bế tử quan đột phá ba cảnh, tính toán thời gian, hôm nay vậy đến thời gian, lâu như vậy còn không ra nói rõ đã thân tử đạo tiêu. Ba cảnh. Chu tá kinh ngạc nhìn lại, cái này tu vi chẳng phải là cùng mình tám lạng nửa cân, ba cảnh có cái gì chất béo. Còn không bằng để hắn tự sinh tự diệt đâu. Ngươi biết cái gì? Lưu Chấn thưởng hắn một cái bạo lực, cái này từ tiểu thụ, nhập linh cung đã không sai biệt lắm ba năm, khác không có, Vẹn vẹn cái này bên trong sân nhỏ, liền giá trị hơn ngàn linh tinh. T, có tiền như vậy. Đó là, ta còn nghe nói, gia hỏa này trên thân còn có một thanh cửu phẩm linh kiếm. Chu tá nghe vậy, con mắt đều lồi đi ra, cửu phẩm linh kiếm. Cái này một tiếng kinh hô, sợ là chung quanh nửa vòng lớn người đều có thể nghe được. Nói nhỏ chút. Lưu chấn nhìn thấy bốn phía có người quan tới bất mãn ánh mắt, đối gia hỏa này đỉnh đầu lại là một cái bạo lực, tiểu tử này, gọi lớn tiếng như vậy là sợ người khác nghe không được hai người có một câu không có một câu nói chuyện tào lao lấy trẻ trái lượng phải cuối cùng thấy được một cái yên lặng tiểu viện bao phủ tại một cái đại trận bên trong đằng trước dẫn đường lưu chấn bỗng nhiên dừng lại bước chân vẫn rất xa ôi đi ở phía sau chu tá một thanh đâm vào lưu chấn trên lưng đau đến thẳng vào cái trán quán giận nói lưu sư huynh ngươi làm sao bỗng nhiên liền dừng lại bởi vì cái đầu thấp bé ánh mắt đều bị ngăn trở hắn từ một bên đi ra lập tức minh bạch lưu chấn vì sao dừng bước lại trước mắt sơn nhỏ đằng trước Vậy mà ngồi xếp bằng chừng hơn 10 người. Những người này không nói lời nào, riêng phần mình tĩnh tọa tu luyện, chợt nhìn còn vô cùng hài hòa. Làm sao nhiều người như vậy? Chu Tá Mộng ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Chấn ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, ngươi không phải nói văn lão đại bỏ ra thật nhiều linh tinh mới tranh thủ đến cơ hội? Lưu Chấn đã bị tức đến nói không ra lời, nghe vậy một bàn tay đập vào Chu Tá trên đầu. Ngươi còn nhìn không ra, bọn gia hỏa này từng cái đều thành tinh. Mẹ trứng, khách chỗ ngồi không tu luyện, còn chuyên môn chạy nơi này khẳng định là tin tức tiết lộ chu tá vẽ mặt đau khổ vào cái đầu thầm nghĩ vậy ngươi cũng không thể thanh khí vung trên đầu ta nha sân nhỏ trước ngồi xếp bằng 10 cái người hiển nhiên phát hiện lại có người đã đến không khỏi trong bụng nở hoa thuận miệng nhạo báng nha lại người đến lần này tới đến có chút trễ a à, mặt trời đều đánh phía đông đi ra đây là lưu chấn đi bên cạnh tiểu tử kia là ai mới tới đi theo tới từng trải ta nói lưu chấn a à, ngươi đây cũng quá không chú ý ta thế nhưng là trời còn chưa sáng lại tới kết quả nơi này còn có người. Chắc ta tối hôm qua tới. Ta hôm trước. Ta đại hôm trước. Sân nhỏ trước lập tức liếu ríu bắt đầu. Vậy không biết có phải hay không là khoác lát, cuối cùng còn toát ra một cái ngồi sổng một tháng, lập tức tất cả mọi người ném đi kính để ánh mắt. Lưu chấn cảm giác đầu não một trận choáng váng, cả giận nói, các ngươi tới nơi này làm gì a? À? Ai, Lưu chấn, ngầm hiểu lẫn nhau rồi. Đừng hỏi, hỏi liền là cửu phẩm linh kiếm. Chu tá kém chút cười ra tiếng, hóa ra tình báo này là mọi người đều biết. a, à, vừa rồi ai còn không cho ta nói đến lấy. Hắn liếc nhìn Lưu Chấn, lời đến khóe miệng nuốt trở vào, gia hỏa này sắc mặt đen sì chẳng khác nào là ăn pháo, phản phất một giây sau liền muốn nổ tung. Lưu Chấn chỉ cảm thấy phổi đều muốn tức nổ tung, đây chính là văn lão đại bỏ ra bó lớn linh tinh đổi lấy tình báo, làm sao như vậy giá rẻ. Mình người không thể nào tiết lộ tình báo, vậy cũng chỉ có thể là bọn gia hỏa này từng cái đều đi đút lót trưởng lão. Hành như vừa rồi người kia nói, ngầm hiểu lẫn nhau, đáng giận a à, đến cùng là cái nào trưởng lão như thế thất đức một cái tình báo bán nhiều người như vậy lời nói ở trong lòng nói không nên lời giống như là táo bón một dạng khó chịu hai người cứ như vậy ngừng chân giao lộ trong không khí tựa hồ có xấu hổ quạ gọi trước viện người lại tựa như kinh lịch nhiều về hết sức quen thuộc địa vỗ vỗ sàn nhà lưu chấn tới ngồi bên này không nên khách khí liền xem như nhà mình sân nhỏ liền tốt phúc chu tá một cái nhịn không được cười ra tiếng lưu chấn một bàn tay đem hắn lật tung trên mặt đất buồn bực mặt đi tới đi đến nửa đường lại là nhìn về phía sân nhỏ phương hướng tinh trụ chỉ gặp bao phủ đình viện vô hình bích chướng bắt đầu ba động sau một thắt trực tiếp vỡ ra lộ ra cửa tiểu viện trước viện khoanh chân đám người cũng là chú ý tới biến hóa này nhao nhao ghé mắt có người nhìn sắc trời một chút phát giác không thích hợp lúc này mới giờ thìn trận pháp không phải nói đến buổi trưa mới giải trừ ai giải trận pháp nơi này không ai hiểu trận a lưu chấn là ngươi sao Lưu Chấn kém chút không có xông đi lên đem người này đập tiếng trong đất, mình cách sân nhỏ xa như vậy, làm sao giải trận? Với lại ngươi là ai a? À, ta và ngươi rất quen sao? Có thể hay không đừng luôn hô tên của ta, còn như thế sốt ruột. Đối bọn này như quen thuộc, Lưu Chấn cũng là im lặng, nhưng lúc này không phải xoắn suýt những khi này, hắn vẫn là đem lực chú ý đặt ở viện cửa trước bên trên. Kép, cửa bị đẩy ra, một đạo cao gầy bóng dáng sách ngược lấy một thanh hắc kiếm, còn buồn ngủ dựa tại cửa ra vào. Sáng sớm nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn có để cho người ta ngủ hay không? Từ tiểu thụ cũng là say, tối hôm qua lúc đầu dày vào muốn luyện công, nhưng nghĩ lại, hắn đi ngủ vậy có hô hấp, hô hấp chính là tu luyện. Dứt khoát nằm xuống. Chưa từng nghĩ, đánh xong một cái con mũi, còn có một cái, lại đánh xong một cái, còn có ba cái. Hắn bị mấy con con mũi làm cho ngủ không được, sửng sốt dày vào một đêm mới thật không dễ dàng tiếp đi, sáng sớm lại bị người đánh thức. Mặc dù nói sân nhỏ có cách âm trận pháp, nhưng cũng không cao cấp đám người này thanh âm nói chuyện càng lúc càng lớn truyền vào đến liền là ông 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 cùng con mũi một dạng thực sự nhịn không được rút kiếm mà ra từ tiểu thủ bên ngoài viện lăn lộn ba năm sao có thể không biết đám gia hỏa này suy nghĩ không phải liền là muốn chờ mình bế tử quan chết về sau nhặt xác sau đó thừa cơ vớt chút dầu nước mà thật xin lỗi một cái ta ngã xuống một cái khác ta lại đứng lên đến hắn dựa tại cửa ra vào ngắm nhìn bốn phía dẻo dẻo nói chư vị sớm như vậy vây quanh ở ta từ mổ nhân môn miệng làm gì ta cũng không bán bữa sáng. Tất cả mọi người nhìn qua rút kiếm giữa cửa người, đều là bị khiếp sợ đến. Từ tiểu thụ, hắn đột phá xuất quan. Phải biết, tư chất loại vật này, liền là một đạo vượt qua bất quá hạm, từ tiểu thụ dùng thời gian 3 năm nói cho tất cả mọi người, hắn trời sinh liền là ba cảnh mệnh, lại thế nào lại bởi vì một cái chỉ là một cái bế tử quan mà có đột phá. Đây là đi cái gì vận khí cướp chó? Từ tiểu thụ, ngươi không chết. Tình huống như thế nào, ngươi? Đột phá tứ cảnh từ tiểu thụ vừa muốn nói chuyện, chợt nhìn thấy trong đầu tin tức cột đổi mới. Nhận hoài nghi, bị động giá trị, 12. Từ tiểu thụ vui mừng, hắn tối hôm qua còn tại buồn rầu đừng nói là về sau muốn gia tăng bị động giá trị, còn muốn chủ động phóng thích mình mùi thịt hấp dẫn con mũi, hiện tại xem ra. Không chỉ là công kích, hoài nghi cũng có thể. Chẳng lẽ lại, hết thảy lấy bị động hình thức xuất hiện ngôn ngữ cùng hành vi, đều hội để cho mình gia tăng bị động giá trị. Tăng thêm tối hôm qua bị con mũi công kích cái kia 6 lần, hắn đã có 18 bị động đáng giá. Chỉ là, tối hôm qua bị cắn nhiều lần như vậy, mỗi lần cũng đều là chỉ có một, lần này làm sao có thể xuất hiện một cái, 12. Từ tiểu thụ nghi hoặc, hắn nhìn thấy ở đây tất cả mọi người, mảnh tế sổ một cái, 17 cái người. Hẳn là, ước chừng, có thể là cái này bên trong, có 12 người đối với mình đột phá đến tứ cảnh, biểu thị hoài nghi. Hắn liền là từ tiểu thụ. Chu tá rốt cục mò tới lưu chấn bên người, thấp giọng hỏi. Nhận hoài nghi, bị động giá trị, một từ tiểu thụ vui vẻ, lỗ tai hắn thế nhưng là linh cực kỳ, nhiều như vậy cái nhặt xác bên trong, lại còn có không biết thi thể bản thân. Hắn dẫn theo hắc kiếm đi ra cửa viện, những người này lập tức từ từ lui lại. Vì kiên định bế tử quan ý chí, hắn từ tiểu thụ thế nhưng là hao phí tất cả linh tinh, đập nồi dìm thuyền mua cái này thanh cửu phẩm linh kiếm. Kiếm tên tàn khổ, ngụ ý thâm tàn đau khổ, như nếu vô pháp đột phá, vậy liền cùng cái này kiếm cùng nhau chết đi. Bây giờ đột phá tứ cảnh thành công, phối hợp cái này cửu phẩm linh kiếm, lại dựng vào trong đầu tu luyện 3 năm bạch vân kiếm pháp. Mặc dù chỉ tu luyện ra một thức, nhưng đối mặt đám người này, lại chưa chắc không có lực đánh một trận. Qua tới đây tu vi cao nhất người, cũng chính là lưu chấn cái này luyện linh ngũ cảnh, cái kia chút cao cảnh lão đại sẽ không hạ giá địa mình chạy tới nhặt xác. Cho tới hiện tại đám người này nhìn thấy từ tiểu thủ xuất quan, vô ý thức đều là có thoái ý. Thế là một người rút kiếm, mọi người đều kinh. Nhặt xác thu được ta từ tiểu thụ đầu đi lên, các ngươi riêng phần mình lão đại làm sao không tự mình tới a? À? bất luận tu vi luận tư lịch, ngoại viện lăn lộn 3 năm từ tiểu thụ, đã coi như là lão nhân gia, thậm chí đủ để xưng làm đại sư huynh cái kia một cấp bậc. Bằng không hắn vậy không có khả năng có nhiều như vậy tài sản, lại là tiểu viện lại là linh kiếm. Cái kia chút so với hắn lợi hại đều bước vào tiên thiên, tiến về nội viện, mà một chút còn ở bên ngoài viện lưu lại cái gọi là lão đại, năm đó có mấy cái vẫn là đi theo hắn phía sau cái mông đi dạo. Cho nên hắn một lời uống ra, sửng sốt không ai dám phản bác, dù là lưu chấn cao hắn một cảnh, nhìn thấy trên vai hắn hắc kiếm linh quan lưu chuyển cũng là giữ im lặng đánh chỗ nào đến lăn đến nơi đâu từ tiểu thụ phất tay giống đuổi con việc giống như một đám người hoàn toàn không nghĩ tới từ tiểu thụ vừa lên đến lớn tiếng dọa người khí thế hoàn toàn bị nghiền ép ở hậm hực địa quay đầu liền muốn rời đi cũng không dám nhiều lầm bầm vài câu lưu sư huynh chúng ta cứ đi như thế chu tá cẩn thận từng ly từng tí hỏi lưu chấn mắt nhìn từ tiểu thụ mặc dù không cam lòng nhưng hắn chẳng lẽ còn có thế xông đi lên giết hắn lại đem hắn thi thể dọn đi không nói trước linh trong cung không cho phép tư đấu vẻn vẹn có đánh hay không đến qua chính là một vấn đề đi thôi hắn thở dài đi theo đám người rời đi chờ một chút hậu phương từ tiểu thụ bỗng nhiên kêu lên một bộ nhớ tới bộ dáng gì đám người quay đầu không rõ ràng cho lắm chỉ thấy từ tiểu thụ một kiếm cắm trên mặt đất quát lên muốn tới thì tới muốn đi thì đi thật coi ta từ mỗi người một điểm tính tình đều không có tất cả mọi người cũng là nổi giận Bọn hắn lãng phí mấy canh giờ chờ đợi thời gian, cái rắm đều không mò được, bây giờ chọn lựa quay đầu liền đi đã không tệ, còn muốn như thế nào nữa? Ngươi muốn như nào? Lưu Chấn Cao mày nói, mình đám người này thật muốn hùng vốn vây công, từ tiểu thụ làm sao có thể gánh được, hắn chẳng lẽ bế tử quan đầu óc bế choáng váng, muốn vẫy một cái 17. Chỉ gặp Từ tiểu thụ cười hắc hắc nói, không có việc gì, không cần kích động, ta cũng liền hỏi mấy vấn đề. Đám người không nói, Từ tiểu thụ vẻ mặt ôn hòa nói, ta nói ta đột phá tứ cảnh, các ngươi tin không? Tất cả mọi người nghe vậy sững sờ, gọi lại mọi người liền vì cái này phá vấn đề. Nhưng là vì rời đi nơi này, bọn hắn từng cái vẫn là con gà con mổ gạo. Từ. Tin, tin. Từ sư huynh thật lợi hại, tứ cảnh nữa nha, cho nên chúng ta có thể đi. Từ tiểu thụ sửng sốt, thế nào lại là loại phản ứng này? Khác A, hoài nghi ta, mời thỏa thích hoài nghi ta A. Hắn dưới đáy lòng hò hết, mình thật vất vả nghĩ đến kiếm bị động giá trị ý tưởng, tại sao không ai cổ động? mắt thấy đám người vội vã không nhịn nổi muốn đi bộ dáng hắn linh cơ khẽ động thu kiếm đứng dậy mây trôi nước chảy nói không dối gạt chư vị kỳ thật từ mỗi người đã đột phá ngũ cảnh làm sao có thể ha ha từ sư huynh nói giỡn tất cả mọi người nhao nhao lên tiếng đoàn người cũng không phải mù người cái này tứ cảnh tu vi khí tức giống bóng đèn một dạng lóe lên ngươi nói ngươi ngũ cảnh mở mắt nói lời bịa đặt còn không mang theo nháy thật là có ngươi nhận hoài nghi bị động giá trị 15 từ tiểu thụ vui vẻ, nguyên lai like muốn như vậy. Hắn xem xét chỉ có 10 năm, nói cách khác còn có hai cái người tin tưởng mình. Cái này sợ không phải người ngu. Ha ha, kỳ thật, ta đã đột phá tới lục cảnh. Đám người. Nhận hoài nghi, bị động giá trị, 17. Khá lắm, đây là soát bị động giá trị một đám lợi khí A, không phải cái gì nhặt xác người. Từ tiểu thụ buông buông tay, không giả, ta than bài, kỳ thật ta đã thất cảnh. Đám người chỉ cảm thấy trên trán gân xanh bốc lên, cái này từ tiểu thụ chẳng lẽ đang tiêu khiển bọn hắn. Dạng này có ý tứ. Nhận hoài nghi, bị động giá trị, 13. Ai, làm sao còn thấp đâu. Từ tiểu thụ chỉ chú ý não hải, không có chú ý tới đám người biểu lộ, lập tức nói bổ sung, tốt tốt, không nói giỡn, ta đã tám. Từ tiểu thụ, ngươi đừng kinh người quá đáng. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Các huynh đệ lên. Từ tiểu thụ giật nảy mình, cái này mới lấy lại tinh thần nhìn thấy trước mắt 17 tấm bốc khói mặt đen, lập tức một cái giật mình sau lách mình nhập viện, môn ba một tiếng đóng lại, ngay tiếp theo trận pháp lập tức khởi động lên. Đậu xanh rau má, chẳng phải mấy vấn đề, cần thiết hay không? Ăn pháo giống như giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 3, Cường Tráng Từ tiểu thụ xác thực rất giàu có. Hắn định viện có một cái nuôi linh ngư ao nước nhỏ, một ngọn núi giả, cùng vài cọng cao lớn linh thụ. Viện vừa đóng cửa, từ tiểu thụ bản muốn trở về ngủ bù, lại là phát giác trong đầu màu đỏ giao diện nhiều một cái bản khối, thương thành. Ánh mắt hướng xuống, bị động giá trị, 64. Từ tiểu thụ lập tức vui vẻ, cái này đợt thu hoạch cực kỳ lừa A, à, nên không phải là bị động giá trị đột phá hai chữ số mới giải tỏa thương thành. Hắn điểm đi vào xem xét, thương thành trống rỗng, chỉ có một cái màu đỏ hộp quà. Bị động hộp quà, mua sắm, 10 bị động giá trị. Từ tiểu thụ tối hôm qua thử qua dùng bị động giá trị thăng cấp kỹ năng, lại là không nghĩ ra, hiện tại mới phát hiện bị động giá trị nguyên lai like là dùng tới mua đồ. Không có suy tư, hắn lập tức đến kích mua sắm, đồng thời mở ra hộp quà, tin tức cuộc thoáng chốc đổi mới. Điểm kỹ năng, 10. Bị động chìa khóa, 3. Cùng lúc đó, thương thành chấn động, xuất hiện một cái màu đỏ đĩa quay, so với lần trước cái kia màu đen đĩa quay nhỏ hơn một chút, đồng thời nó phía trên có mịt mờ sương mù xám, thấy không rõ bên trong nội dung. Từ tiểu thụ nhìn thấy thứ này vô ý thức khóe miệng giật một cái, ánh mắt đều ảm đạm không ít, hắn lập tức nhớ tới lần trước bị hắn chơi hỏng kim đồng hồ thương thành ngăn chứa nội bộ đồng dạng xuất hiện hai cái màu xám vật phẩm điểm kỹ năng mua sắm một nghìn bị động giá trị bị động chìa khóa mua sắm một nghìn bị động giá trị nhìn thấy cái này hai thì tin tức từ tiểu thụ giật nảy mình mắc như vậy cho nên mình mới là dùng mười bị động giá trị mua giá trị hơn một vạn đồ vật ta lặt cái đi từ tiểu thụ con mắt đều lớn hơn một vòng ý thức được cái này hộp quà liền là tân thủ gói quà lớn loại hình còn không mang theo trưởng thành loại kia đơn giản cho không thoải mái bị động chìa khóa hẳn là dùng tới mở cái này để quay từ tiểu thụ nghĩ ngợi trải qua lần trước tàn phá cái này để quay thăng cấp không tay vòng vo về phần cái này điểm kỹ năng liền không cần suy nghĩ khẳng định là dùng đến thăng cấp bị động kỹ cho nên thăng cấp phương pháp hô hấp từ tiểu thụ rất nhanh phủ định ý nghĩ này thử trước một chút bị động chìa khóa đi có lẽ có thế chuyển đưa ra hắn bị động kỹ cũng khó nói ba ngày sau liền là ngoại viện phong vân tranh bá đối cái kia chút ý đồ tranh đoạt phong vân bản tốt 100 đại lão tới nói đây là tranh bá với hắn từ tiểu thụ mà nói đây chính là một lần đào thải khảo hạch nếu là cái này màu đỏ đĩa quay có thế chuyển ra chút lợi hại một điểm bị động kỹ có lẽ mình còn có thể tiếp tục lưu lại thiên tăng linh cung tu luyện thật muốn bị đuổi đi ra mình coi như nửa điểm dung thân chỗ cũng không có từ tiểu thụ đem chìa khóa cắm vào màu đỏ đĩa quay dưới đáy lỗ nhỏ cấp trên mê vụ càng tăng lên cái gì vậy thấy không rõ cho cái cơ hội đến cái có thể làm cho ta trong nháy mắt mạnh lên đồ vật nha. Chìa khóa nhất chuyển, từ tiểu thụ liền hai tay chắp tay trước ngực bắt đầu cầu nguyện, không cần công pháp, không cần công pháp, trước mắt không giúp đỡ được cái gì. Sương mù xám hòa hợp, cũng không biết bên trong phát sinh cái gì, rất nhanh, tin tức cuộc đổi mới. Hân hạnh chiếu cố. Từ tiểu thụ mặt lập tức đen, thứ đồ gì? Còn có hân hạnh chiếu cố thứ này. Liền không thể làm điểm người bình thường có thế chơi đồ vật nha, luôn ra cái này chút thất đức đồ chơi, cùng lần trước đĩa quay kim đồng hồ một cái đức hạnh. Nội tâm phát tiết xong, chìa khóa còn có hai, Từ Tiểu Thụ lại cắm một thanh đi vào, thần kinh tư chất bình thường quát, này. Âu hoàng phụ thể. Sương mù xám xoay chuyển, Từ Tiểu Thụ mong đợi nhìn xem tin tức cục. Lại đến một muỗng. Từ Tiểu Thụ. quy cái này có ý nghĩa gì? Cái này một vào một ra, cái gì đều không có, liền đơn thuần vì chơi ta. Từ Tiểu Thụ một cái liếc mắt lật đến chân trời, ngươi cho rằng ngươi là Coca-Cola sao? lại đến một muỗng. Ta thậm chí đánh liên tục nấc cảm giác đều không có có được hay không. Chìa khóa dùng hai thanh. Còn có hai thanh. Từ tiểu thụ lại cũng chịu không được loại này tra tấn, trước cắm một thanh, hắn vậy không nhìn tới tin tức cột, xem chừng đã đến giờ, nhìn thấy chìa khóa biến mất, lại một thanh hung hăng cắm vào. Không có xuất hàng, không có xuất hàng. Hắn một bên đảo ngược độc sữa lấy mình, một bên len lén liếc hướng tin tức cột. Thu hoạch được kéo dài bị động kỹ, cường tráng. Hân hạnh chiếu cố đọc sửa thành công nhìn thấy một nhóm dài chữ từ tiểu thụ vỗ đùi kích động muôn phần cuối cùng xuất hàng nhưng tập trung nhìn vào cường tráng từ tiểu thụ kém chút không có phun ra một nguồn máu cái này cái gì loạn thất bát tao đồ vật ngươi thế nào không đến cái giày nhỏ ách giống như không đúng từ tiểu thụ bỗng nhiên nghĩ đến lần trước phương pháp hô hấp cũng là danh tự hố người hiệu quả kỳ dai có lẽ cái này cường tráng vậy có ngoài dự liệu công hiệu chỉ mong a à. từ tiểu thụ nhặt lại tâm tình nhìn về phía màu đỏ giao diện, phát hiện nơi này lại thay đổi. một Cơ sở bị động kỹ. 2. Kéo dài bị động kỹ. 3. Thương thành. Nhiều xuất hiện cái kéo dài bị động kỹ. Hắn lại liếc mắt nhìn tin tức cột, lúc này mới phát hiện cường tráng bị phân đến kéo dài bị động kỹ, cùng phương pháp hô hấp thuộc về hai cái loại lớn. Điểm vẫn rất mảnh. Ấn mở đến xem, phía dưới là một hàng chữ nhỏ, cường tráng, hậu thiên lv. 1. Chẳng lẽ lại là cường hóa nhục thân công pháp? Từ Tiểu Thủ nhéo nhéo cánh tay mình, nó cũng không có bởi vì cái này bị động kỹ xuất hiện mà trở nên càng thêm rắn chắc. Có lẽ là đẳng cấp không đủ. Từ Tiểu Thủ rối rắm, hắn còn có 10 cái điểm kỹ năng, thêm ở nơi nào tốt? Phương pháp hô hấp là căn bản tâm pháp, tự nhiên đáng giá thêm, nhưng nó tăng lên cần thời gian dài tích lũy, ngày hôm qua có thể đột phá bất quá là bởi vì hậu tích bạc phát thôi. Mà cường tráng, nếu là thật sự như hắn sở liệu, là một môn cường hóa nhục thân bị động kỹ, cái kia không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp tại lúc này thăng cấp nếu là nhục thân có thế có rõ ràng đề cao, hắn liền có thể tại phong vân tranh bá bên trong tranh một chuyến ghế, tối thiểu nhất sẽ không bị đào thải, cùng có lợi tướng quyền lấy nó nặng. Từ tiểu thủ cuối cùng quyết định thanh điểm kỹ năng dùng tại cường tráng bên trên, vạn nhất kỳ tích phát sinh nữa nha. Hắn trên bản sử dụng điểm kỹ năng, tin tức cục kịp thời đổi mới, cường tráng hậu thiên lv 2. Từ tiểu thủ thời khắc chú ý đến thân thể của mình, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm thấy mình giống như càng có lực lượng nhưng biến hóa cực kỳ không rõ ràng, hắn tiếp tục mãn lấy kỹ năng đẳng cấp. Cường tráng, hậu thiên LV. 3. Cường tráng, hậu thiên LV. 4. Cường tráng, hậu thiên LV. 5. Lần này rất rõ ràng, từ tiểu thụ cảm giác mình cơ bắp đường không có chút hở ra, nguyên bản gầy còn thân thể nhìn tối thiểu giống người bình thường. Có hy vọng. Từ tiểu thụ đại hỷ, hắn một quyền oanh tại mặt đất, mặt đất vậy mà có chút lõm, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Khá lắm, cái này tăng phúc quá rõ ràng, không biết cái này bị động kỹ hậu thiên đẳng cấp, đối ứng là luyện linh sư 10 cảnh luyện linh a. Từ tiểu thụ xuất thần nỉ non. Luyện linh sư ban đầu tu luyện cấp bậc là 10 cảnh luyện linh, tại cái này về sau, chính là tiên thiên. Cho nên xưng 10 cảnh luyện linh làm hậu thiên, đó cũng là một điểm mau bệnh không có. Lúc này mới hậu thiên LV. Năm, giống như này cường độ, nếu là một quyền oanh trên người người khác, cái kia tuyệt đối phải đoạn mấy chiếc xương sườn. Còn nếu là đúng như hắn suy nghĩ, cảnh giới đối ứng lời nói vậy mình điểm kỹ năng toàn bộ mảng bên trên, dục thể chẳng phải là có thế đi vào tiên thiên. Ta đi. Từ tiểu thụ nội tâm lửa nóng, dục thể tiên thiên, đây chính là so luyện linh tiên thiên còn muốn khó khăn a. Vốn còn muốn bình điểm điểm kỹ năng hắn, lập tức quyết định đều trồng cường tráng bên trên, hắn muốn nhìn một chút sẽ có thế nào hiệu quả. Cường tráng, hậu thiên LV. 6. Cường tráng, hậu thiên LV. 7. Cường tráng, hậu thiên LV. 8 lực lượng cơ thể không ngừng tiêu thăng, từ tiểu thụ cảm giác mình giống dập đầu thuốc bình thường, tinh lực vô hạn. Đến lúc này, thân thể cơ bắp không còn hở ra, mà là đến thường nhân cái gọi là cường tráng cấp bậc về sau, một chút xíu tiếp tục tinh điêu tế trác, từng bước phát hỏa ra hoàng mỹ cơ bắp đường cong. Từ tiểu thụ cởi áo, bên trong là một bộ rất có mỹ cảm rắn chắc thân thể. Phanh. Một quyền, mặt đất băng liệt. Đủ để địch nổi luyện linh bát cảnh lực lượng. Từ tiểu thụ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quá mạnh, cái này quá mạnh. Chỉ dựa vào một quyền này, mình có lẽ liền có tư cách tranh đoạt phong vân bản trước mấy trăm đi, thỏa thỏa sẽ không bị đào thải. Từ tiểu thụ trong mắt lộ ra tinh quang, hắn nhưng không chỉ như thế, điểm kỹ năng còn có ba, mãn. Cường tráng, hậu thiên LV. 9. Cường tráng, hậu thiên LV. 10. Cường tráng, tiên thiên LV. 1. Nhìn thấy dòng cuối cùng tin tức, từ tiểu thụ đầu óc ông một cái bị hạnh phúc nện trống không, tiên thiên, vậy mà thật là tiên thiên trên người hắn mỗi một chỗ cơ bắp bắt đầu kịch liệt nhuyễn động, sau một khắc, cơ thể bài xuất sền sệt màu đen tạp chất, tanh hôi vô cùng. Từ tiểu thụ ngửa đầu thét dài, hung hăng cho mình một bàn tay. Ba. Không phải nằm mơ. Hắn một quyền oanh kích mặt đất, phanh một tiếng, một cái cục gạch lớn nhỏ quyền hố xuất hiện, vết trách như mạng nhện thuận quyền hố lan tràn ra, chừng vài thước phạm vi. Năm phân lực độ. Từ tiểu thụ mộng, lúc này mới dùng năm phân lực độ, nếu là một quyền đánh vào người khác trên đầu. Ha ha từ tiểu thụ cảm thấy, lần này phong vân tranh bá, tự hồ phải biến đổi đến mức rất thú vị. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 4, Linh Sự cắt. Mặt trời lên cao Linh Sự cắt lui tới người nối liền không dứt, nơi này là thiên tăng linh cung xử lý ngoại viện đệ tử các loại vụn vặt việc vặt vảnh địa phương, vô cùng lớn, chừng 108 cái quản lý miệng. Sư huynh tốt Từ sư huynh tốt Sư huynh sớm Ách, buổi trưa an từ tiểu thụ cổng kiếm cùng nhau đi tới, có nhận biết vậy có lạ lẫm, dù sao hắn già đời, không cần thiết gọi người, chỉ cần gật đầu liền có thể. Tiến vào linh sự các, giống vào chợ bán thức ăn, tiếng người huyên náo. Nơi này tuyệt đại bộ phận người, đều là đến đây báo danh phong vân tranh bá, dù sao không báo danh, liền muốn bị xem như bỏ quyền. Mà bỏ quyền 3 năm, đá cung xử lý, đương nhiên, liền quỳ 3 năm cũng là như thế. Cực ít một bộ phận người, lại là không muốn dự thi mất mặt, cho nên trực tiếp đến đây xin đến thế tục đi làm cái chấp sự, ngồi ăn rồi chờ chết. 108 cái quản lý miệng, cơ bản đều bị chiếm hết, từ tiểu thụ trực tiếp đi vào số một quản lý miệng, nơi này cũng không có người. Quả nhiên, trong trí nhớ, cái khách quản lý miệng là một chút tư lịch đầy đủ ngoại viện đệ tử tại xử lý sự vụ, chỉ có số một quản lý miệng, là linh sự các trưởng lão Kiều Thiên Chi phụ trách quản lý. Cái này Kiều trưởng lão, cái gì cũng tốt, liền là ba câu không rời huấn cho nên những người khác tình nguyện xếp hàng vậy không muốn đi trêu chọc hắn từ tiểu thụ ngược lại là cùng trưởng lão này quan hệ thập phần muốn tốt, chủ yếu là hắn tiềm lực đã đến đầu, kiều trưởng lão cũng lười huấn hắn. Dù sao đó là cái dùng hết 12 điểm cố gắng, vậy vẫn như cũ không cách nào đột phá tứ cảnh nam nhân. Tiến vào cửa phòng, kiều trưởng lão đang ngủ gà ngủ gật, từ tiểu thụ lặng lẽ meo meo đi qua, chỉ quan lực mạnh chụp chụp mặt bàn, tỉnh. Nằm ngửa đang ghế dựa chỗ tựa lưng, bờ môi khẽ nhất kiều trưởng lão giật nảy mình, liền khóe miệng nước bọt đều không xoa, một bàn tay liền phiến đi qua, từ tiểu thụ rất là linh xảo địa thấp người tránh qua, Tiểu tử? Là tiểu thụ a. Ân, từ tiểu thụ. Kiều trưởng lão thấy rõ người tới, bỗng nhiên tỉnh cả ngủ, một mặt kinh ngạc, ngươi không phải tại bế tử quan. Không chết. Từ tiểu thụ cái trán hạ xuống mấy đạo hắc tuyến, hóa ra ta liền không thể đột phá đúng không, không phải muốn trở thành thi thể mới phù hợp ngài kỳ vọng. Chết rồi, đang tại xác chết vùng dậy. Hắn tức giận nói. Kiều trưởng lão ngượng ngùng một cười, chỉ vào bên ngoài những người kia nói, ngươi vậy chuẩn bị rời đi cái này, đi bên ngoài làm cái chấp sự khi cái gì chấp sự, phong vân bản trước mười nó không thơm sao. Từ tiểu thụ chế dẻo lại. Liền ngươi. Kiều trưởng lão bỗng nhiên ôm bụng cười nhẹn cười, thân thể rung dữ dội hơn. Hắn bên ngoài viện đợi đến quả thực nhàm chán cực kỳ, cũng liền từ tiểu thụ dám như thế nói chuyện cùng hắn, vậy chỉ có tại từ tiểu thụ trước mặt, hắn mới sẽ buông xuống một chút giá đỡ, làm càng dáng tươi cười. Nhận trào phúng, bị động giá trị, một. Trào phúng. Lại mở ra đại lục mới. Từ tiểu thụ ha ha một cười, xem ra cùng mình suy nghĩ bình thường, chỉ cần mình đầy đủ bị động, bị động giá trị liền hội liên tục không ngừng. Làm sao? Không tin ta bế xong tử quan, thực lực đại tiến. Kiều trưởng lão chính cầm khăn tay xoa nước bọt, lau xong bưng chén lên súc miệng, khóe miệng ngăn không được dương lên. Nhận hoài nghi, bị động giá trị, một. Từ tiểu thụ vui lên, hắn tiếp tục hất lên tay áo, thần tình nghiêm túc nói, không nói gạt ngươi, ta từ mỗi người đã trải qua đột phá tiên thiên. Phốt. Kiều trưởng lão một ngụm nước phun ra hắn nhìn xem từ tiểu thụ thật tình như thế thần sắc, rốt cuộc không nín được, mà tính tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ linh sự các, hip hop hip hop ha ha. Ta không được từ tiểu thụ, vẻ mặt này. Ngươi thật là đùa. Hắn cầm xoa nước bọt khăn tay thuận tay xoa xoa nước mắt. Nhận khen ngợi, bị động giá trị, một. Từ tiểu thụ. Khen ngợi. Ít 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 khen ngợi, đây là mỉa mai nha huynh đệ, hệ thống này là có độc đi, ta cảm giác ngươi tại từ không sinh có. Bên ngoài, bị ma âm sâu tai đệ tử, vậy từng cái trướng cổ lên nhìn đi qua. Ý đồ tìm tòi hư thực. Ngoạ tào, cái này ai tiếng cười, như thế ma tính. Nói nhỏ chút, kiều trưởng lão tiếng cười ngươi không biết, muốn được huấn Ai ngu như vậy phê, có thể chọc cười kiều trưởng lão. Không biết, nhìn một cái. Bọn gia hỏa này lòng hiếu kỳ cùng một chỗ, đội vậy không đẩy, dù sao quần thể gây án, không tính phạm pháp, kết quả là từng cái cuối lưng xuống đi vào số một quản lý miệng cửa phòng. Ách! À, là từ tiểu thụ hắn không phải tại bế tử quan. Qua, wow, ngươi tin tức có đủ linh thông, ta nghe nói hắn đều đột phá tứ cảnh xuất quan. Chật chật, ngươi vậy không ra thế nào nhỏ, ta ngày hôm qua đều nghe nói hắn đến ngũ cảnh. Nói bậy, ta nghe nói là thất cảnh. bát cảnh. Hắn vừa ở bên trong nói hắn tiên thiên A. À. Theo cuối cùng một đạo yếu ớt thanh âm rơi xuống, cả sảnh đường yên tĩnh, quần chúng vây xem nhau nhau ghé mắt, nhìn về phía phát biểu người, ta tin ngươi cái quỷ. Kiều trưởng lão nhìn tới cửa một đám người, lập tức đau cả đầu, ý thức được là mình tiếng cười rước lấy cái này đợt vây xem, hắn lập tức đi ra khỏi cửa phòng quát, nhìn cái gì vậy, báo các ngươi tên đi. Hắc hắc, kiều trưởng lão bất giận, bất giận. Đám người bận biểu khoát tay, tan tác như ông vỡ tổ. Bên trong từ tiểu thụ đã ôm đầu hết sức vui mừng, hắn nhìn xem tin tức cột bên trong không ngừng đổi mới tin tức. Nhận hoài nghi, bị động giá trị, 42. Nhận hoài nghi, bị động giá trị, 31. Nhận hoài nghi, bị động giá trị, 16. Nhận hoài nghi, bị động giá trị ba linh sự các ước chừng mấy trăm đến người vây xem liền có mấy mười mấy kiều trưởng lão một đợt tiếng cười thu hoạch bị động giá trị so trước hắn cộng lại còn nhiều cái này đợt thứ nhất bị động giá trị hẳn là vây xem người phát ra đằng sau là tin tức truyền ra ngoài vẫn là đợt thứ hai hoài nghi từ tiểu thủ phát hiện cái này bị động giá trị giống như mỗi người mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể cho một điểm muốn muốn lập tức đạt được càng nhiều chỉ có một cái điều kiện nhiều người hắn tưởng tượng lấy muốn là mình tại số lượng 10.000 người trong đám hô lên ta là tiên thiên cao thủ, có phải hay không trong nháy mắt liền có 10.000 bị động giá trị doanh thu? Ngô, vậy có khả năng bị khi thành bệnh tâm thần đánh chết, mặc dù mình nói thật giống như vậy xác thực không giả. Ngốc cười cái gì? Kiều trưởng lão đóng cửa, quay đầu ngồi vào hắn chuyên môn trên ghế ngồi. Không có. Từ tiểu thụ lấy lại tinh thần nói, quên nói chuyện đứng đắn, ta thế nhưng là đến báo danh tham gia, phong vân tranh bá. Không sợ mất mặt. Kiều trưởng lão vừa nói vừa từ trong ngăn kéo xuất ra một khối lệnh bài màu xanh, dán cái trán sao chép tin tức. Từ tiểu thụ liếc mắt, quả nhiên vẫn là chưa tin mình a, à, ta là chân tiên thiên có được hay không, ném cái gì mặt. Hắn thở dài, không có cách, thiên tài cả đời, lại là nương theo lấy chỉ trích cùng chất vấn. Luyện linh tứ cảnh. Kiều trưởng lão hỏi. Từ tiểu thụ suy nghĩ một chút, quyết định không dãy dụa nữa, gật gật đầu. Cho. Tiếp qua kiều trưởng lão lệnh bài màu xanh, từ tiểu thụ đem dán ở trên trán, rất nhanh đọc lên bên trong tin tức. Từ tiểu thụ, luyện linh tứ cảnh, thứ 12 tiểu tổ, số hiệu, 1130. Hơn 1.000 cái người. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng từ tiểu thụ vẫn là âm thầm liếu lưỡi. Mỗi một năm phong vân tranh bá, đều có hơn ngàn người dự thi, không quản ngươi là bên ngoài viện tu luyện một năm, 2 năm, vẫn là 3 năm, chỉ cần ngươi là ngoại viện đệ tử, nhất định phải tham gia. Xếp hạng vị trí cuối người, trải qua linh trong cung các trưởng lão quyết định, nếu không có xuất sắc biểu hiện, bình thường liền sẽ bị trực tiếp đưa tiễn. Từ tiểu thụ có thế lưu đến bây giờ, Kiều trưởng lão không thể bỏ qua công lao. Nhưng giữ được nhất thời, không bảo vệ được một thế, nếu như liên tục 3 năm vị trí cuối lời nói, chỉ bằng vào Kiều trưởng lão một người, nhất định là cứu không được hắn. Bất quá, trước mắt cái này chút giống như đã không phải là vấn đề. Từ tiểu thụ thu hồi lệnh bài, đối Kiều trưởng lão nhíu nhíu mày, tiếp theo xoa xoa đôi bàn tay, Kiều trưởng lão, ta linh tinh đâu? Hắn tới đây cái thứ nhất mắt là báo danh, cái thứ hai mắt tự nhiên là cầm lại thuộc về hắn tu luyện trợ cấp. Tính cả trước sau 2 tháng, hắn có 20 linh tinh gửi ở nơi này không có cầm, từ khi hắn mua tàn khổ về sau, đây chính là người không có đồng nào, mặc dù 20 không nhiều, nhưng thịt mũi cũng là thịt không phải. Liền tiểu tử ngươi cơ linh. Kiều trưởng lão cười mắng lấy, từ trong ngăn kéo đến ra 20 mai linh tinh, trong tay nhoáng một cái, lại nhiều hơn một cái bình thuốc, cùng một chỗ bỏ lên bàn. Đây là từ tiểu thụ kinh ngạc, có thế tại linh sự các nhậm chức người, một cái kia cái móc đến nổi danh, chớ nói chi là kiều trưởng lão làm sao có thể lấy thêm một bình đang dược cho mình tư nhân giúp đỡ ngươi cũng đừng ra bên ngoài nói đi kiều trưởng lão nghiêm tiếng nói đem linh tinh cùng bình thuốc đẩy đi qua thần sắc bỗng nhiên phiền muộn bắt đầu không thể nói trước về sau liền không gặp được ngươi từ tiểu thủ trong lòng ấm áp vội vàng đem đồ vật một mạch thu lại cười hắc hắc nói yên tâm ta coi như bị đá ra thiên tang linh cung vậy sẽ trở lại gặp ngài a à. kiều trưởng lão vui lên đi vào đến a ngươi yên nào đã không đi ra chỉ mong a à. nhìn xem từ tiểu thủ vui tươi hớn hở đi ra linh sự các, kiều trưởng lão thu hồi trong mắt phiền muộn nếu mày nói thầm lấy không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà có thể đột phá cũng là kỳ còn tốt bán hắn tình báo sự tình hắn cũng không biết được đang dược này cũng coi như bồi thường hắn cuộn lại ngón tay ân gấp 10 lần lợi nhuận cái này đợt không lỗ giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 5, cái này tu luyện có chút cấp trên từ tiểu thụ lật xem lấy trong đầu màu đỏ giao diện. Bị động giá trị, 148. Không đủ nha. Mặc dù so trước đó nhiều hơn không ít, nhưng là khoảng cách mua sắm điểm kỹ năng 1.000 bị động giá trị, hiển nhiên còn có cực điểm trên lệch. Chiếu trước mắt đến xem, nhưng phàm là nhận công kích, hoài nghi, trào phúng các loại, đều có thể để cho mình sinh ra bị động giá trị, nhưng đây đều là tại người khác cùng mình tiếp xúc lúc sinh ra. Nói cách khác, mình muốn muốn đạt được càng nhiều bị động giá trị, chỉ có thể tiến vào đám người bên trong, trắng trợn tác quái từ tiểu thụ yên lặng đậu đen rau muốn lấy, đây không phải thanh ta hướng tôn tép nhảy nhép trên phương hướng bức A. Cảm giác bộ dạng này rất giống nhân vật phản diện A. Loè người, tùy ý trương dương, sau đó có như vậy một cái người đi ra, đem mình hung hăng dẫm tại dưới chân, thành là thiên đạo nhân vật chính. Nghĩ đi nghĩ lại, từ tiểu thụ không rét mà rung, cái này mẹ nó quá bị động nha. Vừa nghĩ tới bị động, hắn lại nghĩ tới bị động hệ thống, nghĩ đến màu đen đĩa quay, lập tức có loại bị vận mệnh an bài cảm giác. Được rồi, vẫn là nghĩ thêm đến như thế nào trong vòng 3 ngày tăng lên chút thực lực a. À. Mặc dù nhục thân đã thành tiên thiên, nhưng mình tứ cảnh tu vi, thật nếu gặp phải cái kia chút cao cảnh chiến đấu cùng nhân, không nhất định đánh cho qua. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, từ tiểu thụ móc ra kiều trưởng lão đưa bình thuốc, bên trong lẳng lặng nằm ba viên luyện linh đan. Cái này luyện linh đan thế nhưng là vô cùng trân quý, mỗi một khỏa đều muốn so với hắn 20 linh tinh giá trị còn kỹ trà cao lần, kiều trưởng lão xuất thủ lại như thế hào phóng. Từ tiểu thủ suy tư, trước mắt hắn có hai đại tâm pháp, một là trước kia liền tại tu luyện hậu thiên cấp thác luyện linh tâm pháp. Thứ này tu luyện cực chậm, cho dù phụ chi lấy linh tinh, hấp thu trình độ cũng không đủ 1%, quá lãng phí tư nguyên. Hai chính là phương pháp hô hấp, đây là hệ thống cho cơ sở bị động kỹ, mặc dù không có thanh đẳng cấp điểm bên trên đi, nhưng có lẽ có thế có không tưởng được hiệu quả. Trước dùng linh tinh thử một chút. Từ tiểu thụ đem bình thuốc cất kỹ, móc ra một viên linh tinh, sau đó liền đã mất đi đến tiếp sau. Lại nói, tu luyện thế nào tới? cái này phương pháp hô hấp là một cái bị động kỹ hắn liền như thế nào vận chuyển cũng không biết làm sao hấp thu linh tinh chẳng lẽ lại từ tiểu thủ sắc mặt cổ quái trong đầu có một cái cực kỳ hoang đường phương thức tu luyện hô hắn thật sâu thở ra một hơi tay cầm linh tinh chậm rãi xích lại gần lỗ mũi sau đó giống hút món đồ kia bình thường hung hăng toát một miệng lớn t đây vốn là một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ chưa từng nghĩ theo hắn cái này một toát linh tinh bên trên thoáng chốc bay ra hai đạo linh khí nồng nặc như thanh xà chui vào từ tiểu thụ mở lớn lỗ mũi, mũi thở hấp hợp ở giữa. Từ tiểu thụ chỉ cảm giác mình linh hồn tao ngộ thánh nữ ôm nhu vuốt ve, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tại nổ tung. Một loại thư sướng cùng thăng hoa, từ lòng bàn chân mà lên, xuất phát từ đỉnh đầu. A, à, từ tiểu thụ không chịu được trên rỉ lên tiếng. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, quả thực là 18 năm qua lần thứ nhất. Rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, nhịn không được thân thể run một cái. Họa tào, đây là đang tu luyện như thế cấp trên sao trong tay linh tinh hơi nhỏ một vòng từ tiểu thụ kinh ngạc lúc này mới một nguồn lại có rõ ràng như thế biến hóa hắn kiểm tra một hồi khí hải lập tức toàn bộ người đều kinh hải. khí hải như vòng xoáy linh lực như sóng triều sóng sau cao hơn sóng trước nửa điểm đều không có cảnh giới bất ổn dấu hiệu phải biết hắn mới vừa vặn đột phá tứ cảnh a cái này một nguồn phía dưới trực tiếp đem hắn cảnh giới vững chắc từ tiểu thụ cùng hỉ cái này phương pháp hô hấp không khỏi có chút quá mức kinh khủng không cần chủ động tu luyện không cần chuyển vận tâm pháp không cần chu thiên tuần hoàng chưa từng lãng phí tài nguyên một quát một cái sản khoái mở miệng một tiếng cảnh giới ngươi đáng giá có được cái này nếu là cho thăng cấp đến tiên thiên linh khí cung ứng đầy đủ dưới điều kiện khẽ hấp một cảnh giới hoàn toàn không là giấc mơ a à. từ tiểu thụ sợ run đây cũng quá mạnh a à. hắn nhịn không được cầm lấy linh tinh lại toát một ngụm. a à. cái này tu luyện thật có điểm bên trên đầu nhìn không được a à trong sân vang lên liên tục không dứt sản khoái trên rỉ, cũng may mắn từ tiểu thụ gian phòng có cách âm trận pháp, vậy may mắn cái này bên trong không có người ngoài. Nếu không một mình một phòng, trên rỉ không dứt, cái này tuyệt đối phải để cho người hiểu sai. Một khối linh tinh ước chừng hút mười mấy đến dưới, liền hoàn toàn biến mất tại từ tiểu thụ trong lỗ mũi, cùng lúc đó, hắn cảnh giới vậy nước lên thì thuyền lên. Trước đó tâm pháp đối linh tinh hấp thu suất không đủ một phần trăm, cái này phương pháp hô hấp có chút đáng sợ, đúng là nửa điểm đều chưa từng lãng phí, trực tiếp hoàn mỹ hấp thu đem đối ứng, lúc này từ tiểu thụ nghiễm nhiên một cái say tôm, co quắp trên giường siêu siêu vẹo vẹo, không thành nhân dạng. Thân thể của hắn tại không ngừng run rẩy, run rẩy, con người biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn trồng trắng mắt, bờ môi khẽ nhếch, răng rung lên, còn kém miệng sùi bọc mép. Như thế cấp trên phương thức tu luyện, không chỉ là phí linh tinh, cũng có chút phí thân thể. Ha ha ha. Từ tiểu thụ răng vừa đi vừa về va chạm. Đỡ, diều ta bắt đầu, thanh khách. Ta còn có thể tu, tu luyện lộc bột một tiếng, bình thuốc rơi ra trong ngực. Từ tiểu thụ nhìn thấy thứ này, thân thể kịch liệt trung lên. Ba ngày thời gian, tại từ tiểu thụ càng phát ra cấp trên trong tu luyện nhoán một cái mà qua. Thiên tăng linh cung ngoại viện, xuất vân thai, người đông nghìn nghịch. Nơi này bản kêu lên mây phong, nghe đồng thiên tăng linh cung phó viện trưởng tăng lão, lửa rèn ra mây phong, đem đốt đi một nửa, đúc thành một cái có thế dung nạp vạn người xuất vân thai. Xuất vân thai tại nửa dưới đỉnh lõm, bốn phía là hàng hàng tòa lên thính phòng, nhìn xuống phía dưới, nó chính là một cái màu đen chén lớn, lẳng lặng bưng vu phong bên trên. Lúc này trên kháng đài người lác đác không có mấy, bởi vì ngoại viện đệ tử cơ bản đều tại xuất vân thai lên. Hư không bằng lập một vị đeo kiếm lão giả, tên gọi Tiếu Thất Tu, chính là thiên tăng linh cung linh pháp các đại trưởng lão, trưởng trong khu vực quản lý ngoại viện tất cả chấp pháp, quyền hành cực điểm. Mà giờ khắc này, hắn là ngoại viện phong vân tranh bá tổng tài phán. Tiếu Thất Tu dương mắt đối ngày, xác nhận canh giờ về sau, cao giọng đè xuống xuất vân thai bên trên hết thảy ồn ào náo động yên tĩnh. Tất cả mọi người lập tức ánh mắt nóng bỏng, thẳng tắp nhìn về phía hắn, Tiếu Thất Tu bình tĩnh địa từ trong ngực rút ra một trang giấy thì thầm. Lần này giải thi đấu, báo danh nhân số tổng cộng 1782 người, phân biệt đối ứng các ngươi riêng phần mình phong vân lệnh số hiệu. Đấu vòng loại phương thức vì tiểu tổ đấu vòng loại, mỗi tiểu tổ 100 người, tổng cộng 18 tiểu tổ, phân biệt đối ứng số 18 lôi đài. Tiếu Thất Tu lấy thêm ra một viên màu tím trận lệnh, linh nguyên thôi động, trận lệnh phát ra tử quang. Phía dưới xuất vân thai chấn động, chậm rãi hiện ra 18 tòa cực lớn lôi đài, mỗi một tòa lôi đài đều bị trong suốt lồng ánh sáng che đậy. Trước kia còn đứng phía trên xuất vân thai người, lập tức bị lồng ánh sáng chen đến một bên vị trí, những người này tự nhiên liền là lần đầu tiên tham gia phong vân tranh bá tân thủ. Đám lão già này, sớm địa liền ôm ngực dán tại xuất vân thai biên giới, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Bầu trời hạ xuống 18 đạo hắc quang, phân biệt rơi vào 18 tòa trong võ đài. Tiếu Thất tu cao giọng nói, mỗi một tòa lôi đài đều có một vị chuyên nghiệp trọng tài phụ trách, khi hắn xuất thủ cứu ngươi thời điểm, chính là ngươi bị phán định thất bại lúc. Ở chỗ này, xin khuyên các vị một câu, tử thương khó tránh khỏi, nhưng điểm đến là dừng. Đồng thời, lên lôi đài, liền muốn có chết giác ngộ. Trọng tài không phải thần, vậy có ngẩn người, thất thần, chấn kinh, gãi ngứa thời điểm, lúc này, bọn hắn cũng không cứu được ngươi. Một chút tân thủ nghe vậy lập tức hoảng lên, này làm sao cùng trong tưởng tượng có chút không quá một dạng. Trọng tài ngẩn người. Mở cái gì nói đùa, chuyên nghiệp điểm có thể không? Mà kẻ già đời nhóm thì là từng cái cười không nói, tiếu trưởng lão cười lạnh quả nhiên hoàn toàn như trước đây, trời rất nóng làm người ta hoảng hốt hoảng. Quen thuộc đều biết, linh pháp các chấp pháp trưởng lão, từng cái cưỡng bức chết, lãnh khốc đến muốn mạng, làm sao có thể hội trên đài ngẫn người. Còn gãi ngứa. Đơn giản buồn cười. Tiếu thất tu nhìn xem phía dưới đại bộ phận tay mơ bắt đầu bối rối, khóe miệng khẽ động, thần sắc có một chút biến hóa. Này mới đúng mà. Nhân sinh luôn luôn tràn đầy ngoài ý muốn, làm sao có thể mỗi lần đều để ngươi lấy Hoàng Mỹ trạng thái ra sân. Hắn giơ tay lên, phương xa truyền đến du dương cổ lão tiếng chuông, khi buổi trưa đã đến, phong vân tranh bá bắt đầu. Số 12 trên lôi đài, trọng tài nhìn xem lồng ánh sáng ngoại nhân, sắc mặt đạm mạc nói: "Tiểu tổ thi đấu áp dụng đào thải chế, ai có thể trên lôi đài kiên trì đến một thắc cuối cùng, hắn chính là bên thắng. Tiểu tổ trước 10 đều có phần thưởng, có thể nhập hạ một vòng đấu, chư vị cố lên nha." Hắn tượng trưng địa huy vũ cánh tay một cái, lạnh lùng nói, điểm danh nhập đài A. Số 1101, Chu Tá. Một cái thấp hơn thanh niên thân thể lắc một cái, đi tới, lưu chấn tại hắn phía sau dặn dò, xuất ra ngươi lệnh bài, thắt ở kết giới bên trên. Chu Tá làm theo, toàn bộ người liền bị hút đặt vào trong võ đài. Số 1102, Lưu Chấn. Lưu Chấn cái này mới phản ứng được hai người là cùng một chỗ báo danh, số liền nhau. Số 1120, Triều Tiểu Tam. Một cái thiếu niên vẻ mặt đau khổ như phó pháp trường số 1130, từ tiểu thụ. Không người trả lời. Trọng tài nhíu mày, tiếp tục niệm một lần, số 1130, từ tiểu thụ. Vẫn như cũ không người trả lời. Trong tràng bên ngoài sân lập tức có chút náo nhiệt bắt đầu. Từ tiểu thụ không phải xuất quan sao? Đúng vậy a à, ta ngày đó tự mình đi nhặt xác, nhìn thấy hắn, không chết. Sẽ không ngủ quên mất rồi a à. Không thể nào, ta vừa vặn giống trên đường gặp qua hắn, đi đường có chút kỳ quái. Cố gắng ngươi nhìn lầm trọng tài nổi giận, la lớn, số 1130, từ tiểu thụ. Tất cả mọi người tĩnh lặng xuống dưới, hết nhìn đông tới nhìn tây, liền là không có nhìn thấy từ tiểu thụ, trọng tài bất đắc dĩ, chỉ có thể nhảy qua hắn, tiếp tục niệm hạ nhân vật số 1. Nếu là đã đến giờ người còn chưa tới, vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể làm làm bỏ quyền xử lý. Cái này từ tiểu thụ ai vậy, tâm cũng là thật to lớn, phong vân tranh bá cũng dám đến trễ. Thính phòng. Cùng cái khác lôi đài không quá một dạng, số 12 lôi đài trên khán đài là có người xem, hơn nữa còn là ba cái. Cả người đoạn xinh đẹp váy đỏ nữ tử lười biến dựa vào ghế, đem thước tha thân thể triển lộ đến vô cùng nhường nhuyễn, nàng môi đỏ ba quan lưu chuyển. Tô muội muội, đây chính là ngươi tìm ta nhìn tiểu thú ca ca. Ngươi gọi hắn rời giường sao? Một bên áo trắng thiếu nữ mặt một hồng, cắt giọng, nhiều tỷ tỷ ngươi nói cái gì đó. Tiểu thú ca ca khẳng định sẽ đến, hắn nhất định là có chuyện chậm trễ, đây là hắn cuối cùng một trận đấu, ta nhất định phải nhìn. Áo trắng thiếu nữ Tô Thiển Thiển ước chừng 14-15 tuổi, kỳ thật liền là cái tiểu lô ly, nhưng nàng lại có một thanh so với nàng người còn cao cự kiếm, lúc này chính nằm ngang ở trên gối. Nàng lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên gối cự kiếm, trong mắt có hồi ức, năm đó ta mới vừa vào ngoại viện thời điểm, đưa mắt không quen, là tiểu thú ca ca giúp ta thật nhiều, ta mới có thể một tháng vào nội viện. Một tháng. Nhiều âm âm cúi đầu nỉ non, mặc dù nàng cũng biết Tô Thiển Thiển vô ý, nhưng ngươi có biết hay không, ngươi cái này vô ý chi ngôn, tổn thương càng sâu a. À cách xa nhau nơi rất xa. Kiều trưởng lão ngồi sổng trên ghế ngồi chính vào đầu bức tai, mắng chửi lên tiếng, đáng chết từ tiểu thụ, chạy đi đâu. Đều không cho lão phu tiễn ngươi một đoạn đường. Gấp chết cái người. Trong kết giới. Một lần cuối cùng. Trọng tài tử thần thanh âm rơi xuống, số 1130, từ tiểu thụ. Trong sân 99 cái người tăng thêm trọng tài, bên ngoài sân ba cái người trong mòn con mắt. Từ tiểu thụ, đến cùng đi đâu? Giấy trắng, Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 6, cùng kéo cừu hận. Từ tiểu thụ chính trên đường, một chân bên trong tám, một chân bên ngoài tám, mưa gió đi gấp lấy. Hắn đã sớm một canh giờ rời giường đi đường, nhưng là đi hơn nửa ngày, sửng sốt không có đi qua, đáng chết phương pháp hô hấp. Một cái mang theo cỏ nón lá lão đầu chống quải trượng từ hắn bên cạnh thân đi qua, rõ ràng không nhanh, nhưng chính là nhấc lên một trận gió. Chỉ chốc lát sau, lão đầu quay đầu, tự hồ kinh ngạc người trẻ tuổi kia tốc độ tiến lên sao so rùa đen còn chậm. Ngoại viện. Tiểu hỏa tử, ngươi không đi tham gia, phong vân tranh bá. Từ tiểu thụ răng rung lên, lộc bột nói, tại, trên đường đâu. Lão đầu mắt nhìn hắn chống đỡ lấy hai chân, ý vị thâm trường một cười, người trẻ tuổi không thể quá mức nha. Từ tiểu thụ mặt tối sầm, kém chút lão đảo ngã sấp xuống, đành phải ở trong lòng tức giận mắng, đáng chết luyện linh đan. Đây hết thảy cớ, còn muốn quy tội cái kia phương pháp hô hấp cùng luyện linh đan đáng sợ tổ hợp tại cái này ba ngày thời gian chuẩn bị bên trong, hắn cố nén thân thể nhanh. Ách, kỳ quái cảm thụ, sửng sốt hút sạch 20 mai linh tinh, tu vi lập tức lẻn đến tứ cảnh đỉnh phong. Tại lập đi lặp lại xác nhận loại tu luyện này phương pháp là không có chút nào tác dụng phụ về sau, từ tiểu thụ vậy ngộ ra được phương pháp hô hấp cường đại, nó mặc dù hấp thu không nhanh, nhưng một lần hấp thu nhiều a. À. Cái này tu luyện là càng tu vượt lên đầu, lúc này khoảng cách luyện linh ngũ cảnh cũng chỉ kém lâm môn một cước, từ tiểu thụ làm sao có thể dừng lại. Hắn bóp chặt run rẩy thân thể, nghĩ đến chỗ này lúc trời đi thi đấu còn có một buổi tối, có thể nào lãng phí. Thời gian là vàng bạc, thời gian liền là sinh mệnh. Cho nên hắn móc ra luyện linh đan, suy nghĩ một chút, sợ dược lực không đủ đột phá, thế là đem trọn cái phổi thanh không, cái mũi đối đang dược mãnh liệt khẽ hấp. Cái này khẽ hấp, hút có đại sự xảy ra. Linh tinh có nắm đấm lớn nhỏ hút không ra bao nhiêu năng lượng, mà luyện linh đang lại như móng tay bình thường, hắn như thế hút mạnh một cái, đang dược trồng rã rút lại một nửa. Một nửa là khái niệm gì? Ngày bình thường luyện linh sư hấp thu luyện linh đan, 99% linh khí đều hội tiêu tán rơi, mà đã như thế, vậy đủ để tăng lên gấp bội tốc độ tu luyện. Mà phương pháp hô hấp là trăm phần trăm hấp thu. Cho nên khi từ tiểu thụ ý thức được không thích hợp thời điểm, hơn trăm lần khoái cảm đã đánh tới, cái này ai chịu nổi. Đây cũng không phải là khoái cảm, đây là khẩu phục thuốc nổ. Mua bàn chân ưỡng một cái, nhịp tim đột nhiên ngừng, từ tiểu thụ tại chỗ hôn mê. Cái này một nguồn, tương đương với người bình thường sử dụng đồng thời mấy chục khỏa luyện linh đan, nó dược lực có thể thấy được lốn đốn. trong hôn mê, từ tiểu thụ đừng nói phá cảnh, tu vi thậm chí trực tiếp lẻn đến ngũ cảnh đỉnh phong, kém chút đã đột phá lục cảnh. lần nữa khôi phục ý thức, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ người đều bị ép khô, bước chân phù phiếm, đôi mắt trắng giả, răng rung động rung động, giống như là tại trong hôn mê bị. rõ ràng, chỉ là nho nhỏ ngửi dưới đang dược a, à, đáng giận. hắn liền ngay tiếp theo đi đường, đều là chân trái đẩy chân phải, chân phải chống mặt đất. một cái kẹp không kín, liền phải con vịt ngồi từ tiểu thụ vội vàng đem còn lại nửa viên thuốc nuốt vào bụng dùng phổ thông tâm pháp luyện hóa tình huống mới có chuyển biến tốt đẹp mặc dù lãng phí nhưng giờ phút này đã không còn cách nào khác có thể dự thi đó mới là trọng yếu nhất khi một tiếng du dương tiếng chuông đánh vỡ trầm tư từ tiểu thụ đối lão đầu cáo từ chính là tăng nhanh cước trình đi hướng xuất vân thai mang cỏ nóng lá lão đầu nhìn xem hắn một bước một cái lão đảo lắc đầu cảm khái tuổi trẻ thật tốt xuất vân thai số 12 lôi đài một lần cuối cùng. Số 1130, từ tiểu thụ. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trong mong ở giữa, mặt trời đã khuất đi lại tập tỉnh đi tới một cái đeo kiếm thiếu niên. Nơi này. Đợi chút nữa. Thanh âm hắn là suy yếu như vậy. Trên kháng đài áo trắng thiếu nữ tô thiển thiển hưng phấn một chỉ, mắt to tràn đầy hưng phấn, tiểu thú ca ca. Liền là hắn. Nhiều âm âm cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng mà nhìn thấy thiếu niên cái này tư thế đi, nàng lập tức có chút choáng váng tô muội muội Ngươi đối với hắn làm cái gì a à. cô thiển thiển không rõ ràng cho lắm đợi đến lại ngắm hai mắt từ tiểu thụ thấy rõ hắn giáng đi lập tức gương mặt đốt hồng xiết quả đấm nện cho váy đỏ nữ tử ngực một cái hừ không để ý tới ngươi nơi xa kiều trưởng lão nhìn thấy từ tiểu thụ cũng là nhẹ nhàng thở ra cuối cùng tới tiểu tử này ách cái này tư thế đi hắn đi làm chuyện xấu trên lôi đài từ tiểu thụ đối trọng tài suy yếu ôn quyền không có ý tứ có việc chậm trễ nói xong, hắn nắm thật chặt chân. Trọng tài. Ngươi câu nói này, động tác này, rất dễ dàng để cho người ta miên mang bất định A à thiếu niên. Ngay tại lúc đó, chân trời lần nữa truyền đến một đạo tiếng chuông. Khi. Trọng tài bàn tay lớn lấy xuống, tranh tài bắt đầu. Vừa mới nói xong, tràn diện hết sức căng thẳng. Có người thừa dịp phụ cận người bị từ tiểu thụ hấp dẫn lực chú ý, lập tức đem anh ra lôi đài, trong nháy mắt giảm quân số mấy cái người. Tìm chết. Cái kia chút không bị đánh lén đạt được người, lập tức giận tím mặt, cùng kẻ đánh lén đánh thành một đoàn. Từ tiểu thủ mới nhập lôi đài, dán biên giới, lúc này rời xa lấy chiến trường, hắn nhìn thấy nhân số giảm bớt, lập tức gấp. Đây là đầu người số A. Hắn phát tài đại kế, tiến tới là đầu người số A, cái này mỗi một cái đều là bị động giá trị, tại sao có thể tự giết lẫn nhau. Dừng tay. Một tiếng cưỡng ép mang theo trung khí tiếng gào to vang lực toàn trường, cậy mạnh bên trong khó nén suy yếu, nhưng mà lại là như thế này một thanh âm, làm cho trên lôi đài tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu mọi người đều mộng quay đầu lại nhìn xem từ tiểu thụ không biết mình vì sao a liền bị dọa cái này người muốn làm gì đừng nói là cách đám người có chút xa tâm tình bành trướng mấy cái người sờ vuốt lấy liền muốn đi qua đánh từ tiểu thụ trọng tài vậy mộng hắn là không nghĩ tới cái này khoan thai tới chậm người vậy mà miệng nội hàm tiên thiên chi lực nhưng mà hắn nhìn một chút cảnh giới luyện linh ngũ cảnh ách là hoa mắt sao trên khán đài ba người cũng là được vòng kiều trưởng lão lòng nóng như lửa đốt ngược lại là cái gì đều không nhìn ra, phối hợp táo bạo lấy, cái này từ tiểu thụ, đến cùng muốn làm gì. Không sợ chết. Nhiều âm âm quay đầu nhìn xem thiếu nữ, người tiểu thú ca ca rất có hy sinh tinh thần nha, bỏ qua bản thân, thành tựu người khác nhập phá vây thi đấu. Tô Thiển Thiển không nói, nắm thật chặt trên gối cự kiếm, trong con ngươi tràn đầy lo lắng. Trên lôi đài, từ tiểu thụ hô xong cái này một cuốn họng, lập tức hai chân rung lên, hắn vội vàng dùng trường bào che giấu. Ngắm nhìn bốn phía, hắn nhìn ra phụ cận tu vi cao nhất người bất quá bát cảnh, hẳn là không phá được mình cường tráng. Cực kỳ may mắn, không có gặp gỡ đại lão, không phải ta kiếm tiền đại kế liền muốn không tật mà kết thúc. Từ tiểu thụ ám đạo. Khụ khụ. Hắn ho nhẹ vài tiếng, thấy mọi người bị mình hấp dẫn, liền đem màu đen kiếm khí cắm ở trên lôi đài, dựa kết giới điên giới, cưỡng ép bình tĩnh nói. Chư vị. Ta tu luyện một môn tuyệt thế thần công, nhục thân cường hãn vô cùng, bởi vì cái gọi là xuất quan thời điểm khi nghiệm chứng sở học cho nên, không cần nói nhảm nhiều lời, một chọi một trăm, tới đi. Các ngươi, bị ta từ mổ người bao vây. Giữa sân đám người lúc đầu bị hét lại, có chút giật mình, lúc này nghe được từ tiểu thụ lời nói, từng cái càng rỡ cười to. Một chọi một trăm. Buổi sáng tỉnh lại không có đi tiểu đi, không thấy mình. Đừng cho là ta không nhìn thấy chân ngươi đang run, răng đang run rẩy, không phải một chọi một trăm a, à, ngươi đang sợ cái gì? Liền ngươi cái này nguyễn chân tôn. Vậy không cân nhắc một chút mình phân lượng từ tiểu thụ cuối đầu nhìn xem mình hai chân, khoan hãy nói, nhuyễn chân tôn cái này từ, dùng đến là thật chuẩn xác. Hắn cái này một đợt cừu hận đơn giản kéo căng, liên tiếp kêu gào âm thanh khó nghe, ngay cả trọng tài đều kích động. Nhưng rất rõ ràng, hắn là cái lãnh khốc trọng tài, cưỡng ép đè xuống chiến ý. Nhận trào phúng, bị động giá trị, 42. Nhận trào phúng, bị động giá trị, 21. Trong đầu tin tức cuộc đổi mới, từ tiểu thủ nhíu nhíu mày, quả nhiên, nhiều người địa phương, mới là hắn từ tiểu thụ chiến trường A. Đào phúng thật tốt. Mời thỏa thích quốc roi ta đi. Từ tiểu thụ chiến ý ngang nhiên, tự hồ thấy được tất cả mọi người xông lên vây công mình hình tượng, hắn chỉ vào một bên màu đen kiếm khí nói, đây là cửu phẩm linh kiếm, nếu ai đánh bại ta. Ai, bên kia làm sao đánh nhau, nghe ta nói. Uy uy. Nơi này, nhìn ta. Hắn nói được nửa câu, đám người chỉ coi hắn lên cơn thần kinh, lại cũng lờ đi hắn, lại là đánh làm một đoàn. Từ tiểu thụ nổi giận, mấy bàn tay đem mấy cái sờ tới gia hỏa phiến lật trên mặt đất dừng tay cho ta gầm lên giận dữ nhàn nhạc tiên thiên uy áp lần nữa phủ xuống chỗ có người cảm giác trong lòng mát lạnh chuyện gì xảy ra không hiểu lại ngừng lại lại vừa quay đầu khá lắm làm sao có mấy cái người bụng mặt quỳ gối từ tiểu thụ phía trước ngũ cảnh lục cảnh thất cảnh cái này mẹ nó tình huống như thế nào làm sao lại quỳ hết thảy phát sinh quá nhanh ngay cả bị phía người vậy mộng ta không phải tới đánh hắn à làm sao bỗng nhiên mặt tê rần liền quỳ xuống lần này thấy rõ ràng nhất chính là trên khán đài ba người. Nhiều âm âm đôi mắt đẹp có kinh ngạc, cả kinh nói, cái này từ tiểu thụ nhục thân rất mạnh a, à, mới ngủ cảnh tu vi, lại có tốc độ như thế cùng lực lượng. Tô Thiển Thiển liên tục gật đầu, đó là Trọng tài vậy mộng bức, hắn liền một cái quay đầu không chú ý, làm sao lại xuất hiện tiên thiên khí tức, đến cùng là ai phát ra? Trong tầm mắt không có tiên thiên cao thủ a. À. Làm một cái trọng tài, hắn cảm thấy mình có cần phải ngăn chặn một cái từ tiểu thụ loại này đánh gãy tranh tài cách làm, thế là lạnh lùng mở miệng nói: vị này tuyển thủ xin đừng nên quấy nhiễu được tranh tài nếu không ta sẽ ra tay xin ngươi rời đi từ tiểu thủ phản kích nói ta làm sao lại quấy nhiễu so tài ta cũng ở tại chỗ bên trên có được hay không ta là tuyển thủ trọng tài nhất thời im lặng ngươi nói xong có đạo lý nhưng là tranh tài cần muốn tiếp tục trọng tài bác bỏ nói từ tiểu thủ gỗ tranh tài chẳng phải đang tiếp tục mà hắn quay đầu nhìn xem đám người ánh mắt vô cùng thành khẩn ta chỉ là muốn nói nếu ai có thể sử dụng tay đánh tan ta phòng ngự ta liền đem cái này cửu phẩm linh kiếm đưa cho hắn. Hắn rút lên hắc kiếm, thôi động linh lực, hắc kiếm linh quang lưu chuyển, kiếm khí tùy ý. Ta cũng không tin các ngươi đám gia hỏa này không tâm động. Nhận hoài nghi, bị động giá trị, 86. Từ tiểu thụ. Làm sao lại không ai tin liệt. Hắn nhìn về phía trọng tài, trực tiếp đem kiếm vứt cho hắn, ngươi đến làm chứng. Trọng tài. Ta đáp ứng ngươi sao, ngươi liền đem kiếm vứt cho ta. Từ tiểu thụ đoạt tại trọng tài mở miệng trước nói, trọng tài chức trách là tận lực đừng cho tuyển thủ xuất hiện thương vong, không có nói không cho phép ta trên đài như thế như vậy a. À. Trọng tài nhất thời á khẩu không trả lời được. Không sai. Ta đồng ý từ tiểu thủ thuyết pháp. Đám người bên trong bỗng nhiên có người phát ra tiếng, là cái nam tử cao lớn, thất cảnh tu vi, vì thế bức người, chỉ bất quá, ánh mắt của hắn bị hắc kiếm gắt gao hút lại. Ta vậy đồng ý. Tán thành. Họa phong lập tức thay đổi, mấy chục người nhìn chầm chầm cửu phẩm linh kiếm, từng cái còn kém chảy xuống nước bọt trước hết nhất phát ra tiếng nam tử cao lớn nhìn về phía từ tiểu thụ, người nói chuyện coi là thật. Thật, so vàng thật còn thật. Từ tiểu thụ gặp có người đồng ý mình, lập tức cao giọng nói. Đám người này, thật là không thấy lợi ích không quay đầu, toàn bộ một cái đức hạnh. Thính phòng ba người cũng bị từ tiểu thụ tao thao tác làm choáng, mỗi người bọn họ nhìn một chút khác lôi đài, từng cái đánh thẳng đến nhiệt hỏa hướng lên trời, không chết không thôi. Mà số 12 lôi đài. Hiển nhiên một cái đấu giá hiện trường người chủ trì từ tiểu thụ yêu ngôn hoặc chúng lễ nghi tiểu thư trọng tài cầm trong tay linh kiếm một bầy sói đói ánh mắt phát ra xanh mơn mởn ánh sáng nhiều âm âm ngọc thủ bưng bít lấy cái trán im lặng thở dài đây là cái gì kỳ hoa tiểu thú ca ca thật là lợi hại tô thiển thiển nắm tay kiều trưởng lão ngay ra như phỏng hắn nhặt lên rơi trên mặt đất cái cầm tiểu tử thúi này đến tột cùng muốn làm trò gì giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 7, soát giá trị hát trọng tài phiền muộn địa quan sát thiên hắn lần thứ nhất gặp được khó chơi như vậy tuyển thủ ngươi muốn dồn dừng hắn đi hắn cũng là tuyển thủ mong muốn một chọi một trăm nhiều nhất chỉ là có chút cùng giống như không có không phù hợp quy củ nhưng ngươi nếu không ngăn lại hắn đi này làm sao nhìn làm sao giống một trận nháo kịch đường đường tiểu tổ thi đấu lại trở thành cỡ lớn đánh bạc hiện trường nói thế nào đối mặt từ tiểu thủ đặt câu hỏi cùng một đám người mong đợi ánh mắt trọng tài có chút choáng trong tay hắn nắm lấy hắc kiếm trong lúc nhất thời không biết nên xử trí như thế nào. Hư không bên trên, tổng tài phán tiếu thất tu rốt cục vậy chú ý tới số 12 lôi đài tình huống. Không chú ý không được a, à, người khác đều đang đánh khung, liền cái lôi đài này im ắng giống như là đang đi học. Một cái người nói lời nói, một đám người nghe. Tiếu thất tu khóe miệng khẽ nhất, truyền âm nói, rất tốt, tuổi trẻ kinh cuồng. Đồng ý hắn, để hắn ăn chút đau khổ. Trọng tài có chủ tâm cốt, lập tức vung tay lên, đồng ý, tiếp tục tranh tài nam tử cao lớn trong nháy mắt mắt sáng rực lên, bắn ra tham lam chi quang, đoạt tại mọi người đằng trước trước tiên bắn ra. Ta có một thức bách bộ thú vương quyền, ngươi kiếm, ta muốn. Hậu phương đám người có người còn còn đang do dự, chỉ thấy bị chiếm được tiên cơ, lập tức ảo não. Quả nhiên, kỳ ngộ vĩnh viễn là lưu cho cái thứ nhất ăn cua người, đáng tiếc tốt như vậy kiếm A, trên tay từ tiểu thụ được bụi xem như vật đánh cược, chuyển tay lại phải rơi vào một cái quyền sư trong tay. Lưu sư huynh, ngươi không thử một chút. Ngươi đại ám kiếp quyền. Chu tá đôi mắt có chút ý động, nhưng hắn biết mình bao nhiêu cân lượng, cũng không dám xuất thủ. Lưu chấn giấu trong đám người, khẽ lắc đầu, mặc dù ta vậy đột phá, nhưng cái này từ tiểu thụ giống như trở nên không giống nhau, xem trước một chút a. À. Nhìn trước mắt quen thuộc tràn cảnh, hắn nhớ tới từ tiểu thụ ngày đó vừa xuất quan thời thế ép toàn trường tư thái, bế một cái tử quan, thật có lớn như vậy đột phá. Nhận hoài nghi, bị động giá trị, 12. Từ tiểu thụ không biết người khác đang miên mang suy nghĩ chút cái gì, hắn nhìn xem nam tử cao lớn sách quyền mà tới, ngửa đầu cười to, hào khí mười phần. Ha ha, tới đi. Vừa dứt lời, một đạo hổ khiếu hư ảnh vào đầu đè xuống, chấn động đến tất cả mọi người trong lòng rung lên, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, mới nhìn đến hư ảnh phía dưới, đúng là một giây nhiều đến sau bắt đầu số lượng trọng quyền. Phanh phanh phanh. Từ tiểu thụ một thức quyền pháp cũng không ra, trần trụi xong quyền anh bên trên, đúng là muốn không quyền đón lấy cái này hậu thiên đỉnh phong linh kỹ, bách bộ thú vương quyền. Quần chúng vây xem lập tức nổ không quyền hắn điên rồi đi cái này từ tiểu thụ lấy ở đâu tự tin vậy mà mong muốn không quyền cường tiếp thu uy bách bộ thú vương quyền ách cái này từ tiểu thụ không phải chỉ hội một thức bạch vân kiếm pháp sao ta nghe nói hắn luyện ba năm mới chỉ hội thức thứ nhất a à. đám người chỉ gặp bốn quyền đụng nhau vậy mà trong nháy mắt bột phát ra trên trăm đạo oanh minh đinh tai nhức ốc sau một khắc tất cả mọi người nhìn thấy bị bao khỏa tại quyền ảnh bên trong từ tiểu thụ lung tung xuất kích khẩn thiết đánh tại không khí bên trên mà nam tử cao lớn quyền ảnh, một hơi mấy chục đạo, đạo đạo đánh vào từ tiểu thụ khuôn mặt. Ngoạ tào, thật là tàn nhẫn, ta nhìn không được. Cái này từ tiểu thụ là đến chọc cười đi, hắn thật một thức quyền pháp đều sẽ không. Liền trọng tài đều kinh hãi, cái này người. Ngay từ đầu ta cho là hắn là đến chọc cười, về sau cảm thấy là cái cường giả, hiện tại xem ra, hắn liền là đến chọc cười. Từ tiểu thụ mặt tiếp quyền ảnh, bị đánh đến tiền không thấy phương hướng, nhìn lung lay sắp đổ, nhưng bước chân liền là không hướng sau chuyển một bước cái này nhất không nổi nha, hắn một lui lại liền ra lôi đài. Thành như nhân ngôn, hắn từ tiểu thụ xác thực sẽ không quyền pháp, mà cái gọi là bách bộ thú vương quyền, hắn càng là nghe đều không nghe nói qua. Nhưng là, ảnh hưởng này ta chiến đấu sao? Ta cường tráng, ta tùy hứng. Rơi ở trên mặt quyền ảnh chỉ có thể truyền đến rất nhỏ cảm giác đau. Thậm chí đem hắn tối hôm qua lưu lại tại trên thân thể cảm giác kỳ quái một chút xíu đánh không, lại là chưa từng làm bị thương hắn mảy may. Mà theo quyền ảnh không ngừng rơi xuống, trong đầu tin tức cột vậy không ngừng đổi mới. Nhận công kích, bị động giá trị 34. Nhận công kích, bị động giá trị 46. Nhận công kích, bị động giá trị 32. Nhận công kích, bị động giá trị 42. Từ tiểu thụ mừng như điên, một bên tiếp chiêu một bên nhìn xem tin tức cột đang điên cuồng đổi mới, hắn biểu thị mình yêu chết loại này một hơi trăm quyền quyền pháp. Hành như hắn sở liệu, tiên thiên cấp bậc cường tráng phòng ngự, căn bản không phải cái này chút chỉ sau đó thiên quyền pháp gia hỏa có thể đánh tan cho dù đối phương tu vi cao tới thất cảnh. Ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Từ tiểu thủ bắt lấy khe hở nhanh chóng phun ra một câu, một giây sau miệng hắn liền chịu vô số nắm đấm. Nam tử cao lớn thu uy càng đánh càng là kinh hãi, mình đều cảm thấy mệt mỏi, gia hỏa này, có vẻ giống như một chút việc đều không có. Chết cho ta! Nghe vậy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên toàn thân đỏ thẫm, quát ra khói trắng, quyền nhanh tăng gấp đôi nữa. Nhiên huyết thuật. Điên rồi, thu uy điên rồi tất cả mọi người thấy như si như say nhiệt huyết sôi trào thu uy lúc này quyền nhanh đủ để đối cứng luyện linh chính cảnh nhận công kích bị động giá trị 94. nhận công kích bị động giá trị 88. nhận công kích bị động giá trị 102. từ tiểu thụ mừng như điên triệt để điên rồi trong đầu bị động giá trị không ngừng tăng vọt 500, 700, 900, trăm chín hắn bên cạnh bị đánh bên cạnh gọi không ngừng kích thích thu uy đến hay lắm nhanh lên nữa đúng liền cái tốc độ này, tiếp tục. Sảng khoái, ngô. Quyền ảnh phong hầu. Đám người. Trọng tài. Thính phòng cách khá xa, nghe không được hai người giao chiến lẫn nhau phun, nhưng nhìn thấy cái này thảm thiết tình huống vậy đều kinh hãi. Ngươi tiểu thú ca ca sợ không phải muốn biến thành đầu heo. Nhiêu âm âm cười nói. Nàng nhìn về phía tô thiển thiển, tiểu lô ly chính gắt giao nhìn chầm chầm thu uy, trong mắt có sát khí. Nhiêu âm âm. Quần chúng vây xem thấy khí huyết dâng lên, chỉ hận không thể lấy thân thay thế, hung hăng đánh cái này càng rỡ ra hỏa một trận, đành phải một quyền vung hướng phụ cận người, lập tức đại chiến lại lên. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, chờ lâu tự nhiên vội vã không nhịn nổi, huống chi bên tai còn có từ tiểu thụ như vậy tiếng kêu đang không ngừng kích thích huyết tính. Một bộ phận người tại một bên kéo lên chiến trường, một nhóm người khác thì lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Bên bờ lôi đài, hai người giao chiến kỳ thật không lâu, chủ yếu là trong chớp mắt giao thủ hơn trăm lần, nhìn thấy người kinh tâm động phách. Quần chúng vây xem bên trong, bỗng nhiên vang lên một đạo yếu ớt thanh âm các ngươi nhìn cái này từ tiểu thụ chân giống như không nhúc nhích qua tất cả mọi người lập tức nhìn chăm chú về phía chân hắn quả nhiên tại cao tốc quyền kích phía dưới gia hỏa này mặc dù giống như lục bình không rễ rung rung rễ rẫy hoặc nhìn là trọng tâm bất ổn nhưng trên thực tế không nhúc nhích tí nào cái này làm sao có thể chẳng lẽ lại từ tiểu thụ nói tu luyện một môn tuyệt thế thần công là thật lúc trước bị từ tiểu thụ phiến quỳ trên mặt đất một tên thất cảnh cường giả bụng mặt, vĩ khuất nói, ta nói hắn rất lợi hại, các ngươi không tin. Ân, ừ. ngươi có nói, thất cảnh cường giả, hắn đường đường một cái thất cảnh cao thủ, vậy mà tại tiểu tổ thi đấu bên trên không có chút nào tồn tại cảm, trời đánh từ tiểu thụ. Từ tiểu thụ tại quyền ảnh khe hở bên trong ngẫu nhiên viết đến phía trước chiến trường lại kéo ra mấy chỗ, mình bị động giá trị bị phân đi thật nhiều, lập tức vừa vội. Cấp làm gì a, à, liền không thể chờ một lát lại đến hạnh hắn cảm thấy mình không thể tại một viên cái cổ siêu vẹo trên cây treo cổ. Thu uy chính đang điên cùng chuyển vận, chợt thấy giống như một giây sau liền hội ngược lại từ tiểu thụ đứng thẳng, tại cùng bạo quyền ảnh bên trong bình tĩnh mở miệng, ngươi mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Tiếp theo hơi thở, bình thường một quyền tung bay đến. Phanh. Hư không bạo phá, Thu uy trong nháy mắt bay ngược mà ra, nhập vào đám người bên trong. Nghỉ ngơi trước dưới, ta đợi chút nữa lại đánh A, chờ ta. Từ tiểu thụ đối hắn cách không hô. Đây là cái soát giá trị hắc, cực kỳ dùng tốt ngàn vạn không thể mất đi thu uy người choáng váng cái này mẹ nó tình huống như thế nào ta chuyển vận nửa ngày mệt mỏi gần chết ngươi không chỉ có một chút việc đều không có còn để cho ta nghỉ ngơi những người khác nhìn thấy thu uy bị nhẹ nhàng một quyền đánh lui nhất thời từ từ triệt thoái phía sau hiện tại là cái người đều biết gia hỏa này giả heo ăn thịt hổ là cái nhục thể cực kỳ đáng sợ đại lão ta thiên hắn thật chỉ có ngũ cảnh sao thân thể này đơn giản so tám chính cảnh còn kinh khủng hơn đây rốt cuộc là cái gì linh kỹ, ta làm sao không nghe nói qua. Từ tiểu thụ nhàn nhạt một cười, không phải linh kỹ, là tiên thiên cấp bậc cường tráng. Đám người. Ta tin ngươi cái quỷ, tiên thiên có thế cường tráng đến nước này. Nhận hoài nghi, bị động giá trị, 32. Ai, vì sao mỗi lần nói thật, cũng không ai tin ta đây. Từ tiểu thụ buông buông tay, biểu thị bất đắc dĩ. Ta thế nhưng là nói thật a, à, các ngươi không tin, vậy liền chuyện này không liên quan đến ta. Bên kia, đừng đánh nữa ánh mắt của hắn vượt qua đám người, nhìn hướng phía sau khắp nơi chiến trường, các ngươi đối thủ là ta. Ta đến cùng ngươi đánh. Một cái nam tử mũi ưng phi thân mà ra, tên gọi Diệp Trọng Đinh, bắt cảnh tu vi. Hắn thanh hát nói, ta có một thức tế nhật quyền, ngươi có dám tiếp. Không cần từ tiểu thụ trả lời, hắn đã một quyền lay động hừng hực ánh lửa, đốt khói đặt vào đầu đập tới. Tế nhật quyền. Từ tiểu thụ biết cái này thức quyền pháp, cần tụ lực thật lâu sau, giảng cứu một chiêu chế địch. Hắn một cái nghiêng người, tránh qua chính diện trùng kích, cổ tay chặt bổ về phía đối phương cổ tay, ở tại bị đau thuận thế bắt lấy cái cổ, trực tiếp đem hắn ném đưa đến kết giới bên ngoài. Diệp Trọng Đinh Ngươi thay đổi, ngươi vừa rồi cùng Thu Uy đánh thời điểm, rõ ràng không phải cái dạng này. Hắn kém chút qua một tiếng khóc lên. Bác cảnh Tu Vi A, đây chính là tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất cường thế thực lực, vậy mà sơ ý một chút bị đối phương đưa ra lôi đài. Không phải đã nói đón đỡ à, tên lừa gạt. Từ tiểu thụ vỗ vỗ tay, nhàn nhạt lên tiếng nói, không có ý tứ, ta đối một hơi trên trăm khẩn thiết cách nào so với so sánh cảm thấy hứng thú, giống tế nhật quyền, loại này, liền đừng tới nữa, đi nơi khác đánh đi. Nói xong hắn mắt liếc tin tức cột, toàn bộ người lắc dưới. Bị động giá trị, 1766. Nói cách khác, vừa rồi vẹn vẹn thu uy một người, liền cho hắn cống hiến hơn ngàn bị động giá trị. Có trước đây dám, hắn lại thế nào hội đem thời gian lãng phí ở cái này chút chỉ có một phát rác rưỡi quyền phát phía trên. Đám người nhìn xem dưới đài dịp trọng đinh, Cảm giác mình từ sang người thân phận biến thành con mồi. Dừng tay. Từ tiểu thụ lại trống to một tiếng, tất cả mọi người lại không hiểu ra sao cả ngừng lại, lửa nóng lôi đài lập tức lặng ngắt như tờ. Trọng tài trong tay ôm mấy cái kẻ thất bại, làm việc đến một nửa bị đánh gãy, trong lòng cái kia lửa giận a, à, bảo tác. Hắn không ngừng nói với chính mình không thể xúc động, cái này người cũng là tuyển thủ. Từ tiểu thụ ánh mắt bể nghệ tứ phương, đem từng cái lửa giận lại lần nữa vung lên, bỗng nhiên hất lên tay áo nắm chặt trung rẫy đã tốt hơn hơn nửa chân, đâm cái trung bình tấn. Thời gian có hạn, các ngươi cùng lên đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 8, từ tiểu thụ, chống đỡ. Hư không bên trên, Thủy Trung chú ý số 12 lôi đài tiếu thất tu có chút một cười. Năm nay ngoại viện đệ tử khối lượng có chút cao A, đây là hắn phát hiện cái thứ ba tiên thiên. Vẫn là cái rất khó phát giác nhục thân tiên thiên, đơn giản không nên quá hiếm có nếu không phải là liên tục hai lần xuất hiện nhàn nhạt tiên thiên chi lực, hắn đều muốn bị cái này gọi là từ tiểu thụ thiếu niên cho lừa gạt đi qua. Tiểu tử này, xác thực rất có. Ân, kỳ hoa thiên phú. Trên sân, một đám người bị từ tiểu thụ lời nói gãy đến mất lý trí. Chỉ là một cái luyện linh ngũ cảnh, vậy mà khẩu xuất cùng ngôn, coi như thân thể ngươi cường hãn vô cùng, chẳng lẽ lại còn có thể là nhục thân tiên thiên. Ta không chịu nổi, gia hỏa này thực sự quá cần ăn đòn. Nhìn tới một cái người không cách nào thỏa mãn hắn, đã như vậy, đoàn người hợp lực trước đem cái này nhuyễn chân tôn cho bưng xuống lôi đài A. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Bốn năm mươi cái người đồng thời nhào tới, có dẫn theo nắm đấm, có mang theo đao, còn có một số trốn trốn tránh tránh chuẩn bị xuống hắc thủ, ra ám chiêu. Từ tiểu thụ nhìn xem cái này đập vào mặt sát khí, lá gan đều rung lên một cái, nóng hổi bốn mươi, năm mươi tấm mặt đen, quả thực có chút kinh khủng. Nhưng hắn vẫn là rất kiên cường địa xông tới, gầm thét tăng thêm lòng dũng cảm, là nam nhân liền dùng nắm đấm, sách đao cái kia, có gan ngươi liền để xuống. Phanh phanh. Tràn diện trong nháy mắt bạo tạc, từ tiểu thụ lập tức bị thủy triều tuôn ra không, thấy trên khán đài Tô Thiển Thiển gọi là một cái khẩn trương, đầu ngón tay gắt gao chế trụ nhiêu âm âm trên chân ngọc, cái kia vốn là không lâu lắm váy đỏ. Cực kỳ có đảm lượng mà. Nhiêu âm âm mắt thấy vây đánh hình tượng, cười duyên nói. Nhận công kích, bị động giá trị, 14. Nhận công kích, bị động giá trị, 16. Tin tức cột lại một lần nữa từ từ đổi mới, từ tiểu thụ vừa xông vào đám người, liền dùng thân thể đỉnh lấy vô số nắm đấm, trực tiếp một quyền đem sách đao quật ngã, một cước đá ra lôi đài. Dùng đao không cần, dùng kiếm không cần, dùng trủy thủ cũng không cần. Ta dựa vào, còn có cái dùng ngân châm. Hết thảy thanh tràng. Có ta lôi đài, ta cũng chỉ có thể dùng nắm đấm tự chiến. Ta có thể chịu ngàn quyền trăm quyền, nhưng nếu là bị linh khí, cho dù là không ra gì linh khí một chặt, tiên thiên nhục thân cũng muốn chảy máu. Chỗ lấy các ngươi nhất định rời đi. Từ tiểu thụ một mặt thanh tràng, một mặt đem chiến trường kéo ra, đồng thời điều chỉnh khác biệt tư thế, để khiến tự thân trong cùng một lúc bên trong, nên đón càng nhiều nắm đấm. Người diện tích bề mặt là thập phần có hạn, liền xem như 4-50 cái người nhào tới, cùng một thời gian bên trong có thể đánh đến ngươi, vậy không vượt qua 10 cái người. Nhưng từ tiểu thụ liền không đồng dạng, nắm đấm vừa rơi xuống, hắn bay nhảy, xuyên qua, trệ không, nghèo hết tất cả biện pháp, tận lực để mỗi một cái người đều chiếu cố đến mình. Duy nhất cần thiết phải chú ý, vẹn vẹn chỉ là bảo vệ mình trọng yếu bộ vị không nên bị kích thương liền có thể. Nhận công kích, bị động giá trị, 11. Nhận công kích, bị động giá trị, 22. Nhận công kích, bị động giá trị, 33. Trong đầu, tin tức cuộc đơn lần bị động giá trị không ngừng tăng lên, từ mười mấy bắt đầu, chậm rãi lên cao đến hơn 20, hơn 30. Từ tiểu thủ kỹ nghệ càng thêm lô hỏa thuần thanh, mà lúc này, bọn này người công kích vậy càng đánh càng hưng phấn. Rõ ràng mình liền không nhìn thấy cái kia càng rỡ tiểu tử, nhưng là không biết vì sao a à, mình tùy tiện một quyền nện xuống luôn luôn có thế đánh trúng tiểu tử kia mặt thối loại này quyền quyền đến thịt cảm giác sảng khoái thật mẹ nó thoải mái nguyên lai ta đúng là lợi hại như vậy sao có người đánh lấy đánh lấy thậm chí nhắm mắt lại cảm giác mình giống như là tại đốn ngộ giờ phút này vô cùng dán vào đại đạo đây là tiên thiên cảm giác mụ mụ ta đột phá trọng tài nhìn ngay người đây là cỡ nào tàn khốc hình tượng a à hắn nhìn thấy vừa rồi nói năng lỗ mãn tiểu tử kia. Cái kia trương vốn đang tính tiểu soái mặt, lần lượt đang vây công người trọng quyền hạ biến hình. Cái kia lõm phần dưới bụng, co lại cánh tay, ngay tiếp theo thẳng băng ngón chân, mỗi một khắc đều tại kinh lịch lấy vô cùng đáng sợ tàn phá. Là, từ tiểu thụ dày đều bị đánh rớt, dạng này ngón chân chống ra, có thể gia tăng người mặt ngoài thân thể tích. Trọng tài nghẹn họng nhìn trân trối, đám gia hỏa này là cắn thuốc sao? Làm sao bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy? Nhìn xem cái kia ba cảnh gia hỏa, hắn đang làm gì a à? hắn nhắm hai mắt lại ta đi một quyền kia không phải vung tại không khí lên à làm sao có thể như vậy trùng hợp đánh trúng từ tiểu thụ bả vai còn có cái kia hai cảnh ân ừ. hắn là thế nào kiên trì đến bây giờ còn không có ra lôi ta thiên vừa vặn kém chút ra ngoài bị từ tiểu thụ sai lầm một cước câu trở về làm sao có thể trọng tài hỏng mất từ tiểu thụ càng đánh càng không thích hợp làm sao người biến thiếu đi hắn rõ ràng cực lực vãn hồi lấy, dù là như thế, nhân số vậy từ hơn 60 dần dần hạ xuống đến hơn 40. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy mấy đạo tìm ẩn chỗ sâu bóng người, chuyên chọn cái kia chút nhắm mắt ngộ đạo ra tay, chỉ cần hai mắt nhắm lại bên trên, nhất định bị đánh bay ra lôi. Đáng chết, vậy mà chặt ta bị động giá trị. Từ tiểu thụ trong bóng tối điều chỉnh tư thế, chậm rãi tới gần nơi này chút u ác tính, đem từng cái đánh bay. Cái này chút chính nghĩa lôi đài đám tuyển thủ, tại từ tiểu thụ cái kia dị dạng phương thức chiến đấu dưới, ngược lại là nhất không kiên trì nổi trước từng cái ra lôi đài đều tại không rõ ngay cả mình làm sao ra ngoài cũng không biết trên khán đài thiếu nữ tô thiển thiển đã che mắt không dám nhìn liền nhiêu âm âm đều cảm thấy tràn diện có chút quá mức chỉ gặp chiến cuộc đã không giống ban đầu như vậy vào thành một cục mà là dần dần kéo ra hình thành một cái lưới lớn mỗi cái ô lưới điểm bên trên người công kích thậm chí đều không cần làm sao động chỉ cần đem từ tiểu thụ đánh bay đợi đến người khác đem đưa tới liền có thể mà đáng thương từ tiểu thụ toàn bộ người như là đống cát bình thường, tại công kích trong lưới rằng trọc xê dịch, hai mặt thụ địch. Trọng tài cho là mình cần muốn xuất thủ, mặc dù hắn cũng cảm thấy từ tiểu thụ thập phần cần ăn đòn, cực kỳ muốn đi lên bổ hai quyền, nhưng hắn là lãnh khốc trọng tài, phải tỉnh táo chấp pháp. Đang lúc hắn muốn xuất thủ hô ngừng lúc, bỗng nhiên nhìn thấy đống cát từ tiểu thụ biểu lộ. Đây là một loại như thế nào vặn vẹo biểu lộ a? À? Nhe răng trợn mắt bên trong lộ ra hưởng thụ, mặt mũi bầm dập ở giữa hiện ra sảng khoái, mặt mày hớn hở, phiêu phiêu dục tiên đơn giản. Không giống như là tại bị công kích, ngược lại giống như là đang tiếp thụ xoa bóp phục vụ. Hắn cẩn thận nghe qua, phát hiện cái này đống cát đang tại quyền ảnh hạ không ngừng nhếch miệng kêu to lấy. Sảng khoái. Có loại lại lớn lực một điểm. Nhanh lên nữa, tốt nhất đánh ra một dây nghìn lần hiệu quả đến. Ta dựa vào, nơi này không thể đá. Trọng tài. Hắn trầm mặt buông xuống ngăn lại bạo lực tay, quyết định không nói thêm gì nữa. Có lẽ, hắn cũng không cần ta. Khi chân trời lần nữa truyền đến một tiếng cổ lão chung vang, gột rửa lòng người, tiếu thất tu lời nói tùy theo mà tới, cách tiểu tổ thi đấu kết thúc, còn có thời gian một nén nhang. Hắn câu nói này, là hướng về phía số 12 lôi đài nói, quy tắc này, là lâm thời định. Bởi vì, cái khác 17 tòa lôi đài chiến đấu, đã sớm kết thúc. Các lôi đài đấu pháp thập phần đơn giản, noi theo cổ pháp, đều là cự lão ngồi xuống, đại lão thanh tràng, còn lại 10 cái người không phục, lẫn nhau quyết đấu một phen cũng liền kết thúc. Duy chỉ có số 12 lôi đài, tràn diện gọi là một cái hùng vĩ, thảm thiết. Lúc này từ cái khác dưới lôi đài đi người, lúc đầu dựa theo bọn hắn nguyên ý, là muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt một phen, bây giờ đúng là thanh số 12 lôi đài thính phòng cho ngồi đầy. Bọn hắn từng cái trừng lớn hai mắt, mắt thấy cái này thê tuyệt hình tượng. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào a? À? Số 12 lôi đài những người này điên rồi đi. Đây quả thực không thanh người khi người nhìn a, à, loại này đấu pháp quá cầm thú. Chính là, vây đánh coi như xong, còn khoa trương như vậy, tối thiểu lưu chút mặt mũi đừng đánh mặt a à. từ cùng một cái linh cung nói thế nào cũng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp chật chật kẻ yếu luôn luôn dễ dàng gây nên người đứng xem đồng tình có nữ đệ tử nhìn không được một bên khóc đến nước mắt như mưa một bên vì từ tiểu thụ lên tiếng ủng hộ lấy đáng giận a à, không phải nói ngươi từ tiểu thụ ủng hộ a à. từ tiểu thụ chống đỡ từ tiểu thụ ngươi là nhất béo lên tiếng ủng hộ âm thanh cùng một chỗ như đống lửa thiêu thảo nguyên trong nháy mắt vang vọng thính phòng. Không rõ ràng cho lắm từ bên ngoài đến khán giả, từng cái thay từ tiểu thụ bên vực kẻ yếu, một bên góp phần trợ uy, một bên căm tức nhìn mới vừa từ số 12 trên lôi đài bị đánh xuống người. Cái này chút tự nguyện ra lôi người gọi là một cái ủy khuất, ngươi gặp qua chân tướng sự tình sao ngươi liền dám nói chuyện, đổi lấy ngươi lên đài thử một chút. Giữa sân, từ tiểu tổ nghe được còn có thời gian một nén nhang, lập tức không giả. Hắn đã sớm vừa đánh vừa thanh đám người dẫn tới bên bờ lôi đài, đám người này khác nhìn bề ngoài bên trên đang điên cùng chuyển vận, kỳ thật hoàn toàn bị hắn kiềm chế. Tựa như là thái cực bát quái, thế một khi thành hình, ngay cả công kích người mình đều không dừng được. Từ tiểu thủ đối lôi đài bên ngoài thả người nhảy lên kéo một phát, tất cả mọi người nhao nhao thiêu thân lao đầu vào lửa, mặt mũi tràn đầy chấn kinh mà nhìn mình thân thể nhảy ra lôi đài. Chỉ một thoáng, tràn diện hoàn toàn yên tĩnh. Ta thiên! Phát sinh cái gì? Trên kháng đài người nổ, cái này số 12 lôi đài là có độc đi, muốn đánh liền đánh cái bất tỉnh thiên tối địa muốn nhảy liền đến cái ngươi nhảy ta nhảy đây là bị lên tiếng ủng hộ âm thanh bị dọa cho phát sợ xấu hổ đến tột đỉnh trên lôi đài từ tiểu thụ một đợt thao tác phía dưới không tính trọng tài hết thảy chỉ còn lại có bốn cái người hắn cưỡng ép kéo về cái kia cái thứ nhất công kích hắn nam tử cao lớn hắn giống như gọi là thu uy còn có nửa nén hương thời gian ta càng nghĩ ngươi thua ra mạnh nhất chúng ta lại làm một khung từ tiểu thụ thành khẩn nói Gia hỏa này bách bộ thú vương quyền, một cái người có thể chống đỡ 50 tinh binh. Thu uy nghe vậy sắc mặt trắng bệch, nhìn chung quanh, đưa mắt không quen. Một cổ khó mà nói nên lời rã rời sông lên đầu, hắn nôn thang một tiếng, trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Từ tiểu thụ. Trọng tài vậy nhìn không được, hợp thời vung tay lên, tranh tài kết thúc. Một bên. Lưu Chấn thật sâu thở ra một hơi, nhìn chăm chú lên cái này giết người lại tru tâm từ tiểu thụ, hơi chút buông lỏng nói, ta nói chờ đợi xem, không sai đi, trước 10. Chu tá nuốt xuống một miếng nước bọt, chỉ lưu đầy ngập chấn kinh. Lưu ca là ba vị trí đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 9, hạnh phúc bạo kích. Từ tiểu thụ thắng. Từ tiểu thụ thắng. Chiến đấu kết thúc, kết giới rơi xuống. Trên khán đài cái kia sóng âm cực cao lên tiếng ủng hộ âm thanh dọa từ tiểu thụ nhảy một cái, hắn quay đầu nhìn lại, khá lắm, chỗ này lúc nào tới nhiều người như vậy cái này sợ không phải xuất vân thai ngoại viện đệ tử đều tại cái này a à. bên trong rất nhiều sư đệ các sư muội một thanh nước mũi một thanh nước mắt từ tiểu thụ cũng không biết bọn hắn tại khóc cái gì chỉ có thể làm làm tại lên cơn nhận hoài nghi bị động giá trị 324. nhận kính nể bị động giá trị 1125. từ tiểu thụ hơi quét qua tin tức cột dọa đến kém chút quỳ xuống tình huống như thế nào phía trước một đợt hoài nghi hắn có thể lý giải dù sao hắn từ tiểu thụ ngũ cảnh tu vi cầm xuống tiểu tổ thi đấu quán quân tự nhiên tránh không được chỉ trích lưu chấn cùng chu tá mặc dù vậy trên đài nhưng người sáng suốt đều biết đây là hai cái vẫy nước tuyển thủ cho nên hắn đương nhiên chính là quán quân nhưng đằng sau cái này kính nể cái này liền có chút mơ hồ a à. cái này có vẻ như là lần đầu tiên xuất hiện sau đó một ngàn bị động giá trị từ tiểu thụ người choáng váng nha cái này một lòng chỉ suy nghĩ nhiều chịu mấy trận đánh nhiều lừa mấy điểm bị động giá trị gia hỏa hiển nhiên không có có ý thức đến mình đã thành vì trong mắt mọi người cái kia bất khuất, không ngừng vươn lên, cuối cùng tia máu phản sát, vinh dự ăn gà nam nhân. Dù sao tại kẻ đến sau trong mắt, hắn liền hiển nhiên một cái bao cắt thịt, bị người quyền đấm cướp đá. Đám người kia, đơn giản súc sinh nha, tại sao có thể hạ nặng như vậy tay, ngươi nhìn từ tiểu thụ mặt, một khối xanh một miếng tím. Ân. Thương thế làm sao nhẹ như vậy? Trọng tài mặt không biểu tình bưng đĩa đi tới, chúc mừng ngươi, từ tiểu thụ. Trên mâm là phần thưởng, phần thưởng là một cái chiếc nhẫn không có cái khác từ tiểu thụ kiêu mi không gian giới chỉ cái này nhưng là đồ tốt a à, đem hắn sơn nhỏ thêm hắc kiếm bán cũng mua không được hàng tốt hắn nhặt qua chiếc nhẫn chỉ vào trọng tài chính đang run rẩy tay chân thành nói cám ơn nhưng là không cần vì ta kích động trọng tài nghe vậy rửa chén đĩa tay run đến lợi hại hơn ta đây là kích động sao ta đây là bị đĩa kiềm chế phẫn nộ a à? nguyên một cuộc chiến đấu xuống tới ngoại trừ trộn được mấy cái đầu người hắn cơ bản không có cái gì tham dự cảm xúc cái này khiến hắn thập phần tuyệt vọng vốn nghĩ tận hết chức vụ tận chức tận trách kết quả bị ép ngồi không ăn bám chẳng làm nên trò trống gì cái này từ tiểu thụ xem như từ đầu đến đuôi đem hắn lừa gạt thẳng đến chiến đấu kết thúc hắn mới nhìn ra đến cái này mẹ nó lại là một cái nhục thân tiên thiên ta liền trước khi nói hai lần đó tiên thiên chi uy đến cùng từ đâu mà lên không nghĩ tới thật là hắn trọng tài đè xuống trong lòng bành trướng đạm mạc huy vũ ra tay cánh tay cố lên nha nói xong quay người rời đi. Từ tiểu thụ ám đạo kỳ quái, bất quá cũng trở về cái ủng hộ thủ thế, hướng về phía hắn bóng lưng nói, ta sẽ cố gắng. Trọng tài tay run một cái, đĩa kém chút bay ra. Ai, ta kiếm. Từ tiểu thụ ở phía sau hô. Trọng tài một cái bay nhào, tiếp được đĩa, cũng không quay đầu lại đem trên lưng chi kiếm ném ra ngoài. Từ tiểu thụ nhíu mày theo dõi hắn bóng lưng, không nhịn được nói thầm, kỳ kỳ quái quái. Từ tiểu thụ. Từ tiểu thụ. Trên khán đài người nhao nhao kêu gào, ngay từ đầu đây là các thiếu nữ đang thét gào, đằng sau người bên cạnh bị trừng đến không có ý tứ, cũng bị bắt kêu lên. Từ tiểu thụ cực kỳ không có ý tứ, hắn cũng không biết những người này nổi điên làm gì, nhưng người ta hô tên hắn, còn cực kỳ kích động bộ dáng, hắn liền đối đám người khoát khoát tay. Ngồi xuống, không cần khách khí. nhiêu âm âm đứng người lên, duỗi lưng một cái, đem bị tiểu lô ly chụp đến đùi căng váy đỏ kéo tốt, treo đùa, có thể đi qua tìm ngươi tiểu thú ca ca. Tô thiển thiển một cười. Trên mặt có hai cái lúng đồng tiền, không cần a, à, tiểu thú ca ca không có rời đi linh cung liền là tốt nhất đâu. Ngươi nhìn cô gái bên cạnh đều kích động thành dạng gì, vạn nhất ngươi tiểu thú ca ca bị cướp. Loạn nói cái gì đó. Tô thiển thiển mặt một hồng, mới không có loại kia ý nghĩ. a, à. có đúng không? Không để ý tới ngươi. Tô thiển thiển từ trên ghế nhảy xuống, đầu vừa vặn đụng vào nhiêu âm âm ngực, lại là gò má bay song hà, nàng cúi đầu nhặt lên đại kiếm, khiên chạy mất. Chật chật, thật đáng yêu đâu từ tiểu thụ tự nhiên chú ý tới hai người, nói thật, giữa sân tiên thiên khí tức cũng không nhiều, hắn tiên thiên nhục thân không rõ ràng, không có nghĩa là người khác tiên thiên khí tức không rõ ràng. Chí ít loại kia xuất trần khí chất, là không giống với cái kia chút tan nát cõi lòng kêu gọi tên hắn các cô nương. Tô Thiển Thiển Đã lâu không gặp A. Hắn đang theo dõi tiểu cô nương chạy trốn phương hướng, chưa từng nghĩ đi ở phía sau váy đỏ nữ tử bỗng nhiên ngoái nhìn, chớp mắt một cười. Nhận câu dẫn, bị động giá trị, một từ tiểu thụ bên trên một giây còn tâm thần dập dần, một giây sau nhìn thấy tin tức này kém chút phun máu. Mẹ trứng, có một số việc mọi người ngầm hiểu lẫn nhau liền tốt, tại sao phải đâm ra đến? Chó hệ thống. Người đi nhà trống. Tất cả mọi người là luyện linh sư, cho dù là một giây đồng hồ phấn tia, vậy sẽ không làm thất thường gì sự tình. Ân, ừ, chí ít tại ngoài sáng bên trên. Từ tiểu thụ vừa định cất bước rời đi, đã nhìn thấy kiều trưởng lão hư một cái xuất hiện ở trước mắt. tốt tiểu tử ngươi, bị đánh thành dạng này đều có thể lật bàn, nhưng có ngươi. Kiều trưởng lão. Kiều trưởng lão sắc mặt tối sầm, hóa ra ngươi liền cũng không có chú ý đến ta đúng không, đều đi xem cái kia hai cô nương. Hắc hắc. Từ tiểu thụ vừa đi vừa nói, nào có sự tình, ngươi thế nhưng là trước tiên đến. Đó là. Từ tiểu thụ sợ bóng sợ gió một trận, còn tốt được đúng, đồng thời kịp thời đem nghi vấn ngữ khí chuyển hóa thành giọng cảm thán, không có bị nhìn thấu. Lúc nào tu luyện tiên thiên nhục thân, ngay cả ta đều giấu giếm. Kiều trưởng lão truy hỏi. Ân. Còn dám hỏi ta. Từ tiểu tổ lập tức không phục, ta lần trước không phải nói cho ngươi ta tiên thiên. Ngươi không tin. Lần trước. Kiều trưởng lão lập tức nhớ tới linh sự các hai người gặp mặt tràn cảnh, xấu hổ một cười, lúc kia. Có quỷ mới tin ngươi. Mắt thấy từ tiểu thụ liền muốn phát tác, hắn tranh thủ thời gian móc ra một bình đang dược nhét trong ngực hắn, thụ thương đi. Nặc, cho ngươi, trở về thật tốt dưỡng thương A, ta gặp lại sau. Nói xong trực tiếp đường chạy từ tiểu thụ. Cần thiết hay không? Chẳng phải đậu đen rau muốn hai câu, ta lại sẽ không ăn ngươi. Hắn nhìn về phía trong tay kiều trưởng lão cho đang dược, trong lòng ấm áp. Ân. Kiều trưởng lão, đang dược. Từ tiểu thụ bỗng nhiên run lẩy bẩy bắt đầu. Từ tiểu thụ về đến phòng bên trong, rửa mặt một phen về sau, té nằm đã đại thanh tẩy qua mềm trên giường, tâm tình một trận thư sướng. Dù là có đoán trước, nhưng thật cầm xuống tiểu tổ thi đấu quán quân, đạt được ba năm này lần thứ nhất vĩ đại thành tựu hắn vẫn là tựa như ảo mộng. Chỉ có thể nói, tiên thiên cấp bậc cường tráng, kinh khủng như vậy. Tại như vậy công kích phía dưới, đổi lại trước đó, hắn chống đỡ bất quá một hơi thời gian, mà bây giờ, hắn vẹn vẹn chỉ là nhiều chút bị thương ngoài da, thương cân động quốc cái gì, không tồn tại được không? Mà cái này chút máu ứ động mặt sưng phù, cơ bản một đợt tu luyện liền có thể liệu khỏi. Kiều trưởng lão đưa đan dược, hắn suy nghĩ một chút, không dám lại dùng. Móc ra quán quân chiếc nhẫn, từ tiểu thụ nhỏ máu nhận chủ về sau, thấy được bên trong không sai biệt lắm nữa cái phòng ốc rộng tiểu không gian, rất là ưa thích. Bên trong đồ vật không nhiều, giá trị tất cả chiếc nhẫn bản trên thân, chỉ có 100 linh tinh, một bình đan dược. Từ tiểu thụ đem đan dược xuất ra nhìn một chút. Luyện linh đan. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn tranh thủ thời gian đem đồ vật tất kỹ, thuận tiện đem tự thân một chút tạp vật tồn trữ đi vào. Loại này có tùy thân tiểu không gian cảm giác, thật là vô cùng mỹ diệu. Hắn không có mang chiếc nhẫn thói quen, dùng dây đem chiếc nhẫn truyền lên, xem như dây truyền đây là hắn cực khổ nhân sinh trên đường cái thứ nhất quán quân, rất có kỷ niệm ý nghĩa, nhất định phải thật tốt cất giữ. Hắn nằm ở trên giường, đổi tư thế, lấy khiến tự thân thu hoạch được càng lớn thoải mái dễ chịu. Như vậy, trọng đầu hí tới. Cái này điên cuồng bị đánh, trời có mắt rồi một trận chiến, hội thu hoạch bao nhiêu bị động giá trị. Ngoại trừ giai đoạn trước nhịn không được nhìn trộn vài lần, hắn nhưng là đã nhẫn nhịn nguyên một cuộc chiến đấu, đem hết toàn lực đi không nhìn phía dưới cái kia đi trị số, chính là vì chờ đợi giờ khắc này từ tiểu thụ trong lòng cuồng loạn hắn nhìn về phía trong đầu màu đỏ giao diện bên trong tin tức cục cực phía dưới một niềm hạnh phúc bạo kích tại đầu óc nổ tung từ tiểu thụ chỉ cảm thấy đại não ông một cái trống trống. ngón tay hắn co rút vô ý thức đếm lấy một hai ba năm năm chữ số bị động giá trị 17.660 giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 10, đen bình phong từ tiểu thụ giống lò xo bình thường từ trên giường bắn lên Mười bảy nghìn. Hắn lần nữa xác định một bản, thật là mười bảy nghìn. Phát phát. Không tính cả cái kia chút đánh không thương gia hỏa, một quyền liền là một điểm bị động giá trị, mười bảy nghìn, nói đúng là ta chịu gần như hơn vạn quyền. Từ tiểu thụ vỗ vỗ đầu, đây là cỡ nào thê thảm kinh lịch A. Là một cái người xuyên Việt, vì kiếm tiền, hắn hy sinh mình nhục thể. Sĩ nhục. Nhưng là, quay đầu lại nhìn xem cái này năm chữ số. Thật là thơm. Tỉnh táo một chút từ tiểu thụ một lần nữa ngồi trở lại trên giường, cưỡng ép kiềm chế lại kích động tâm, trung rẩy tay. Hết thảy chỉ là bắt đầu, đóng lấy có thế cái này 17.000 có thế rút đến cái gì, vẫn là ẩn số. Loại này khẩn trương kích thích cảm giác, là hắn thích nhất. Từ tiểu thụ ấn mở thương thành, bên trong hai cái thương phẩm cách bên trên đồ vật đã sáng lên, đây là tài chính dồi dào biểu tượng. Ân. Mới đồ vật. Hắn phát hiện cái thứ ba ngăn chứa bên trên, nhiều hơn một cái màu xám vật phẩm. Lúc nào xuất hiện? Từ tiểu thụ hiếu kỳ, Ấn mở đến xem. Nhị giai điểm kỹ năng, mua sắm, 5.000 bị động giá trị. 5.000 Từ tiểu thủ nhất thời con mắt đều tròn, một giây sau mới nhìn đến tiền tố nhị giai. Trước mắt mình bị động kỹ bên trong, có thể đối ứng được nhị giai thuyết pháp này, cũng chỉ có tiên thiên cấp bậc cường tráng. Nói cách khác, cái này nhị giai điểm kỹ năng, là dùng đến thăng cấp cường tráng. Lên tiên thiên cấp bậc bị động kỹ, phổ thông điểm kỹ năng đã mất đi hiệu lực, muốn thống nhất dùng nhị giai điểm kỹ năng đến thăng cấp từ tiểu thụ tỏ ra là đã hiểu, thế nhưng, vì sao A vật này là màu xám, không cách nào mua sắm? Mình bị động giá trị đầy đủ A. 17.000 đối 5.000, mình còn có thể mua ba cái nhị giai điểm kỹ năng đâu. Ách! Đã sinh đã tử, vậy mà chỉ có thể mua ba cái nhị giai điểm kỹ năng, từ tiểu thụ nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy có chút vĩ khuất. Cái này mới xuất hiện nhị giai điểm kỹ năng, để hắn lâm vào trầm tư. Có lẽ, bị động hệ thống cùng tự thân tu vi cảnh giới có quan hệ, chờ mình luyện linh đột phá 10 cảnh, bước vào tiên thiên thời điểm mới có thể mua sắm nhị giai điểm kỹ năng từ tiểu thụ cảm thấy cái này suy luận hẳn là thành lập nếu như không có cái này hạn chế lời nói hắn trực tiếp đơn soát cường tráng thành kỹ năng đẳng cấp có một chút trước thiên phía trên phong thánh thành thần không là giấc mơ nhưng là điều này có thể sao y theo thùng gỗ lý luận tự thân có một cái nhược điểm đã đựng không có bao nhiêu nước nếu như tự thân chỉ có một cái dài tấm cái kia hết thảy càng thêm là lời nói vô căn cứ một đầu nhục thân cường tráng đến như là sư tử bình thường bé thỏ trắng hắn liền nhất định đánh cho qua sư tử sao ngô mặc dù vậy không phải là không được nhưng dưới đại đa số tình huống hẳn là không có loại khả năng này phát sinh có lẽ nhìn thấy sư tử một khắc này nó vô ý thức vẫn là quay đầu liền chạy lại bởi vì cùng tự thân không hợp nhau thân thể hạn chế nó hội đem mình trượt chân đưa vào đối phương miệng to như chậu máu bên trong cực kỳ có đạo lý từ tiểu thụ không có quá nhiều xoắn suýt hắn bản ý liền không phải là muốn tiếp tục thăng cấp cường tráng trước mắt tiên thiên nhục thân đã đủ với lại, còn nhiều thời gian, hắn cũng không muốn chỉ dựa vào cường tráng bị đánh thành tài, đến khai thác một cái những phương hướng khác mới đúng. 17.000 bị động giá trị, là thời điểm trải nghiệm một cái 10 liên rút vui vẻ. Hắc hắc. Từ tiểu thụ xoa xoa tay, không chút do dự mua 10 thanh bị động chìa khóa. Bị động giá trị, 7.660. Lập tức rút lại 10.000, từ tiểu thụ cái kia đau lòng A, bất quá vừa nghĩ tới có kỹ năng mới, hắn vẫn là trò chuyện có an ủi. Còn lại hơn 7.000 bị động giá trị, nếu như chờ một lúc rút đến cái gì tốt kỹ năng. Còn có thể trực tiếp điểm bên trên LV. Tám đâu? Lần trước ba. Ách, bốn liên rút liền ra cường tráng, nói rõ cái này để quay xuất hàng xác suất nhưng thật ra là không thấp. Từ tiểu thủ phỏng theo lần trước, đem 10 cái chìa khóa thay phiên cắm vào được sương mù xám màu đỏ để quay, ở giữa không còn dám nhiều mắt đi nhìn tin tức cục. Chìa khóa một thanh thanh chui vào, một thanh thanh biến mất, gian phòng an tĩnh chỉ nghe gặp phanh phanh nhịp tim. Uống. Âu Hoàng phụ thể theo cuối cùng một thanh bị động chìa khóa biến mất từ tiểu thụ hét lớn một tiếng hai tay trong không khí vẽ lên một cái thái cực bát quái ánh mắt liếc nhìn tin tức cục hân hạnh chiếu cố hân hạnh chiếu cố hân hạnh chiếu cố hân hạnh chiếu cố hân hạnh chiếu cố, cố. phúc từ tiểu thụ một ngụm lão huyết phun ra đầu tựa vào trên mặt đất tin tức cục cái này một đợt năm liền tuyệt thế lập tức đem hắn đưa về huyết trì ta đặc biệt phát hắn đem nhảy tới cổ họng trái tim nhỏ nuốt về lồng ngực tuyệt vọng tiếp tục hướng xuống ngắm. Hân hạnh chiếu cố. Hân hạnh chiếu cố. Lại đến một muỗng. Thu hoạch được kéo dài bị động kỹ, sắc bén. Hân hạnh chiếu cố. Bịch một tiếng, ván giường tao ngộ từ tiểu thụ một cái bạo kích, kém chút vỡ ra. Một cái. Có một cái. Từ tiểu thụ cái kia kích động A, song vàng trứng hắn đã không trông cậy vào, hắn sợ mình trái tim nhỏ nhịn không được. Hắn càng sợ cái này hân hạnh chiếu cố, thình lình tới một cái siêu thần mười liền, trực tiếp đem hắn đưa đi sân thượng trải nghiệm gió lạnh cạo xương thống khổ. Sắc bén. Từ tiểu thụ tử cân nhắc tỉ mỉ lấy cái từ ngữ này, sẽ có cái dạng gì hiệu quả đâu. Có lần trước nửa phương pháp hô hấp, lần trước cường tráng cái này hai đại giáo huấn, hắn đã biết bị động hệ thống rút ra đồ vật, là tuyệt đối không trông cậy vào có cái gì cao đại thượng tên. Tương phản, nơi này xuất hàng, mặc dù danh tự giản dị tự nhiên, nhưng từng cái thực dụng vô cùng, với lại cùng tên hắn đều cùng một nhịp thở. Cái này sắc bén. Hội là cái dạng gì? đã vẫn là kéo dài bị động kỹ, cái kia hẳn là vẫn như cũ là tác dụng trên người mình, mà không phải để trong tay mình tàn khổ trở nên càng thêm sắc bén. Nhưng là mình trên thân, chỗ nào hội sắc bén đâu? Răng, đầu tóc, ngón chân. Từ tiểu thụ sắc mặt cổ quái, này làm sao phát huy được tác dụng, đừng nói là thật rút ra cái gân gà. Hắn giơ ngón tay lên, cẩn thận quan sát lấy mình móng tay, tựa như dài một chút. Là bởi vì chủ quan tâm lý tác dụng sao? Từ tiểu thụ mười ngón duỗi thẳng, đối lấy mặt đất hung hăng đâm một cái. T. Một giây sau, hắn đau đến nghe răng trợn mắt, liền vung ngón tay. Mặt đất đâm ra bốn cái động, cộng thêm một cái nho nhỏ lỗ khảm. Cái này. Không phải sắc bén A. Đây là cường tráng, là tiên thiên nhục thân mang đến hiệu quả A. Từ tiểu thụ lâm vào trầm tư, hắn rốt cục ý thức được một cái đáng sợ vấn đề, bị động kỹ, có lẽ hội công năng trùng điệp. Cái này một cái ý nghĩ để hắn kém chút khóc lên. Trời đánh hệ thống, đây chính là bỏ ra ta 10.000 bị động giá trị A. Không đúng, không đúng. Hệ thống không có khả năng như thế hố. Từ tiểu thụ tự an ủi mình, muốn thật là nghĩ như vậy, vậy sau này mình chẳng phải là có khả năng rút đến cường kiện, cường đại, cùng sắc bén, sắc bén. Hắn cưỡng ép đem cái này ác mộng cấp ý nghĩ khác từ trong đầu bài trừ. Không thể nào là cái dạng này. Tuyệt không có khả năng. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ còn lại có nhất sau một loại khả năng tính. Từ tiểu thụ nhìn về phía cái thứ hai bản khối giới thiệu, kéo dài bị động kỹ. Cường tráng, tiên thiên LV. 1. Sắc bén, hậu thiên LV. 1. Hậu thiên LV. 1. Đẳng cấp quá thấp. Từ tiểu thụ quả quyết tự nói. Lần trước vậy là như thế này, cường tráng vừa xuất hiện thời điểm, bởi vì đẳng cấp quá thấp, kém chút lọc vào hắn phỉ nhổ, về sau thăng cấp đến tiên thiên cấp bậc mới bột phát ra uy lực đáng sợ. Thậm chí, trực tiếp đem bản mới luyện linh ngũ cảnh từ tiểu thụ, một lần đẩy lên tiểu tổ thi đấu quán quân thần đàn. Có lẽ, cái này sắc bén hiệu quả, chỉ có thanh đẳng cấp điểm bên trên đi, nó mới hội phong mang tất lộ. Từ tiểu thụ nhìn về phía bị động giá trị 7660. Tiếp tục quất thẻ. Vẫn là muốn thanh điểm kỹ năng đi lên. Ai, ta không phải còn có một cái chìa khóa. Từ tiểu tổ bỗng nhiên nhớ lại, 10 liên rút bên trong có một cái lại đến một muỗng, lập tức cười hắc hắc bắt đầu, trước cho rơi đài cái này rồi nói sau. Hắn đem bị động chìa khóa cắm vào màu đỏ đĩa quay, hung hăng uống éo mắt thấy lấy chìa khóa một chút xíu hóa thành tinh mang biến mất từ tiểu thụ vậy không lắm để ý trong đầu suy tư tới sắc bén cách dùng chìa khóa triệt để chôn vùi từ tiểu thụ còn không nhìn về phía tinh tức cột chuẩn xác ở giữa mắt tối sầm lại thiên địa rung mạnh chuyện gì xảy ra từ tiểu thụ hoảng sợ đen đen bình phong giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý